Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 10. Đứng lại cho tôi. Tin tức Trang Tất Phàm đã chết nhanh chóng truyền khắp Giang Hải. Dù sao gã cũng là một trong bốn cậu chủ Giang Hải, bản thân còn là cháu đích tôn nhà họ Trang, tất nhiên gã chết đột ngột như vậy sẽ là một tin sốt dẻo. Rất nhiều người trong giới quyền quý ở Giang Hải đều biết chuyện xảy ra ở cơ sở của tổ chức đấu giá mạnh ký, bọn họ có cảm giác như bão tố sắp xảy ra. Chuyện này không chỉ liên quan đến nhà họ Trang, còn dính líu tới cả nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Cậu Thanh, Trang Tất Phàm chết rồi. Dương Thanh đang ở trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, anh nhanh chóng nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn. Sau khi Dương Thanh ra khỏi phòng bệnh mới nói, là tôi giết ngay trước mặt người nhà họ Mạnh. Quan Chính Sơn nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi. Đêm qua, lúc Dương Thanh bình yên vô sự ra khỏi Club Long Đằng, ông ta đã đoán được điều này. Bây giờ Dương Thanh thừa nhận, hơn nữa anh còn nói mình đã làm ngay trước mặt người nhà họ Mạnh, điều này khiến ông ta càng chấn động hơn. Nhà họ Trang đã tuyên chiến với nhà họ Quan, tôi nghĩ, đây mới chỉ bắt đầu thôi, có lẽ nhà họ Trang sẽ nhanh chóng tìm được cậu thôi. Cậu tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước, Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Dương Thanh cười lạnh, nếu nhà họ Trang chỉ nhằm vào tôi, bọn họ còn có đường sống. Nếu bọn họ nhằm vào người bên cạnh tôi, vậy nhà này cũng chẳng còn lý do nào để sống sót nữa. Trong lòng Quan Chính Sơn thấy chấn động trước những lời này vô cùng ngang ngược này. Nhưng vừa nghĩ tới nhà họ Quan suýt nữa bị phá hủy, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói đùa. Là tôi quá lo lắng rồi. Quan Chính Sơn cười cay đắng. Ông có thể đối phó được với nhà họ Trang chứ? Dương Thanh chợt hỏi. Nghĩ đến phía sau nhà họ Quan có chỗ dựa vững chắc là Dương Thanh, Quan Chính Sơn vô cùng khí thế, cười sảng khoái nói, nếu nhà họ Trang tưởng nhà họ Quan chúng tôi dễ ức hiếp thì bọn họ nhầm rồi. Cậu Thanh cứ yên tâm. Nhà họ Trang không làm gì được tôi đâu. Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, ông hãy thông báo ngay với tôi. Dương Thanh không yên tâm nên dặn dò thêm. Vâng, cậu Thanh. Quan Chính Sơn trầm giọng nói. Dù sao ngày ấy xảy ra chuyện ở cơ sở của tổ chức đấu giá mạnh ký, nhà họ Trang còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Mạnh. Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, nhà họ Quan sẽ không có phần thắng. Sau khi cúp máy, Dương Thanh do dự một lát mới gọi một cuộc điện thoại. Chủ tịch, cuộc điện thoại của Dương Thanh vừa được kết nối, anh đã nghe được giọng nói kích động của Lạc Bân. Ông ta được Dương Thanh thu xếp cho ở lại Châu Thành để xử lý sản nghiệp nhà họ Dương, nên đã lâu không gặp anh. Dương Thanh hỏi, ông xử lý chuyện ở Châu Thành thế nào? Lạc Bân vội vàng báo cáo, chủ tịch, sản nghiệp nhà họ Dương đã được chỉnh đốn xong. Bây giờ tập đoàn Thành Hà có thể tương đương với một gia tộc đứng đầu rồi. Vậy thì tốt rồi, ông bảo tiền bưu tới Bệnh viện Nhân dân Giang Hải tìm tôi, Dương Thanh nói. Chủ tịch, có phải bên phía Giang Hải đã xảy ra rắc rối gì không? Lạc Bân lo lắng hỏi. Cũng không phải rắc rối gì, ông cứ tiếp tục trông coi Châu Thành. Chắc không lâu nữa, ông cũng sẽ về thôi. Tất nhiên Dương Thanh hiểu rõ Lạc Bân muốn đi theo mình, hứa sẽ cho ông ta về sớm. Lạc Bân nghe vậy thì thầm mừng rỡ, vội vàng nói, tôi luôn chờ sự sai bảo của chủ tịch. Cho dù Dương Thanh không sợ nhà họ Trang, nhưng bây giờ Mã Siêu được anh phái đi huấn luyện một đám cao thủ nhà họ Quan, bên cạnh tạm thời không có cao thủ nào dùng được. Anh bảo tiền bưu trở về, thật ra có thể bớt rất nhiều rắc rối. Tần Y đã có Sâm Ba bảo vệ, anh sẽ bảo tiền bưu đi bảo vệ Tần Thanh Tâm. Chỉ khi bảo đảm an toàn cho người nhà, Dương Thanh mới có thể yên tâm được. Từ Châu Thành đến Giang Hải phải tốn hết một giờ đi đường. Đâu tầm 40 phút sau, Tiền Bưu đã tới Bệnh viện Nhân dân. Cậu Thanh, Tiền Bưu cung kính đứng trước mặt Dương Thanh, ông ta không dám có chút sơ suất nào. Trong thời gian này, ông âm thầm bảo vệ vợ tôi. Nếu có điều gì khác thường thì phải thông báo cho tôi biết ngay, Dương Thanh nghiêm túc căn dặn. Vâng, lúc này Tiền Bưu đứng nghiêm, chỉ thiếu mỗi cúi chào. Mặc dù ông ta đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhiều năm nhưng nhiệt huyết trên người vẫn còn. Ngay sau đó, Dương Thanh gọi điện thoại cho Sâm Ba, căn dặn gã bảo vệ tốt cho Tần Y. Sau khi thu xếp xong xuôi tất cả những việc này, anh mới thấy yên tâm. Dương Thanh, bố thấy vết thương đã lành, có thể ra viện được rồi. Tần Đại Dũng nằm bệnh viện suốt 2 ngày, thấy rục cả người. Chủ yếu nhất là ông ta lo lắng cho công ty.
Dù sao bây giờ ông ta cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Ông ta mới lên chức không lâu đã đột nhiên phải nằm viện. Dương Thanh nói, bố nói với con cũng vô dụng thôi, chỉ khi nào Thanh Tâm và Y đồng ý thì mới được ạ. Theo anh, nếu các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc bị chút vết thương như Tần Đại Dũng thì không cần nằm viện, thậm chí còn chẳng cần bỏ lỡ việc huấn luyện. Nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y không chấp nhận cho Tần Đại Dũng ra viện, Dương Thanh cũng hết cách, chỉ có thể ở lại trông. Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ tới phòng kiểm tra. Sau khi kiểm tra cho Tần Đại Dũng, bác sĩ nói thẳng, ông có thể ra viện. Được bác sĩ cho phép, Dương Thanh cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản Tần Đại Dũng ra viện nữa. Sau khi Tần Đại Dũng ra sức yêu cầu, lúc này anh mới thu dọn đồ xuất viện. Lúc Dương Thanh đưa Tần Đại Dũng về đến căn nhà thuê, Châu Ngọc Thúy vẫn chẳng khác nào trước đây. Bà ta ngồi trên sofa, trong tay cầm điều khiển từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Trên bàn còn chất đống vỏ trái cây và các đồ linh tinh khác. Trong thùng rác bên cạnh đầy những các hộp đựng đồ ăn nhanh. Có thể tưởng tượng được bà ta sống thế nào trong mấy ngày Tần Đại Dũng nằm viện. Mấy ngày qua, Châu Ngọc Thúy chưa từng tới bệnh viện. Lúc này Tần Đại Dũng về nhà, bà ta cũng chỉ ngẩng đầu liếc qua rồi xem TV tiếp. Cảm giác vui mừng sau khi ra viện của Tần Đại Dũng hoàn toàn biến mất. Ông ta ném đồ xuống và ra khỏi nhà. Dương Thanh, bố thật sự không thể sống tiếp với người phụ nữ này nữa. Khi ra tới bên ngoài, Tần Đại Dũng đau buồn nói. Nếu Dương Thanh gặp phải người phụ nữ như vậy, anh đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng anh chắc chắn không thể nói vậy trước mặt Tần Đại Dũng. Trước đây bố còn cảm thấy người phụ nữ này vẫn có thể cứu được. Nhưng bây giờ xem ra là hết thuốc chữa rồi. Bố thật sự không hiểu mình làm sao sống được với người phụ nữ này cả đời. Hai mắt Tần Đại Dũng đỏ hoe, trong lòng rất uất ức. Ông cũng cực kỳ thất vọng về Châu Ngọc Thúy. Được rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao ban ngày bố đi làm không gặp, mắt không gặp thì lòng không phiền. Dương Thanh mỉm cười an ủi. Tần Đại Dũng cười cay đắng, không nói nữa, bố tới công ty đây. 20 phút sau, ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trước đây nhà họ Dương ở Châu Thành tặng 49% cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho anh cũng không để ý nhiều. Ồ, đây chẳng phải là sếp Tần mới đi làm mấy ngày đã xin nghỉ bệnh à? Ông khỏi bệnh nhanh vậy. Hai người vừa vào công ty, một người đàn ông trung niên, hơi hói đầu cười híp mắt nhìn Tần Đại Dũng. Nghe ông ta nói có vẻ như quan tâm Tần Đại Dũng, nhưng trong giọng nói đầy châm chọc. Sếp Tần có quan hệ. Đừng nói xin nghỉ mấy ngày, cho dù một năm không đến cũng chẳng sao. Một cô gái trẻ mặc trang phục công sở bó sát người đứng phía sau người đàn ông trung niên hói đầu cười ha hả nói. Sau khi Dương Thanh giao công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho Tần Đại Dũng, anh chưa từng can thiệp vào chuyện của công ty, vốn tưởng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng bây giờ anh thấy, tất cả đều không dễ dàng gì. Trước ngực người đàn ông trung niên hói đầu kia có đeo thẻ phó tổng giám đốc. Chẳng trách ông ta dám cản rỡ trước mặt Tần Đại Dũng. Cô gái kia thì đeo thẻ thư ký. Lúc này hai người kẻ sướng người họa, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên. Vẻ mặt Tần Đại Dũng rất khó coi. Ông ta vốn định dựa vào năng lực của mình để xử lý mọi chuyện trong công ty, giờ đã bị Dương Thanh nhìn thấy hết. Mọi người, 5 phút sau tới phòng họp lớn để họp. Lúc này, Tần Đại Dũng quát. Sếp Tần, thật ngại quá. Đúng lúc tôi phải đi gặp một đối tác nên không thể họp cùng. Người đàn ông hói đầu nói xong, quay người rời đi. Sếp Tần, tôi cũng có việc phải xử lý, không tham gia được, cô thư ký kia cũng cười híp mắt nói. Sếp Tần, tôi cũng có việc. Có người đàn ông hói đầu lên tiếng trước, 5 quản lý cao cấp của công ty, trong đó tính cả ông ta đều liên tục nói ngay trước mặt mọi người là mình không có thời gian tham gia cuộc họp. Đứng lại cho tôi. Tần Đại Dũng không nén được cơn giận, hét lên với người đàn ông hói đầu đã đi tới cửa. Có người giả mạo. Lúc này Tần Đại Dũng vô cùng khí thế, tức giận hét lên, mọi người đều phải nhìn về phía ông ta. Người đàn ông hói đầu mới đi được mấy bước cũng dừng chân, hai mắt hơi híp lại. Người đàn ông hói đầu tên là Triệu Hoa. Khi nhà họ Dương ở Châu Thành còn, ông ta chính là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà.
Dương Thanh bảo Lạc Bân chỉnh đốn lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Lạc Bân muốn bảo đảm công ty có thể hoạt động bình thường nên không hề động vào nhân sự của công ty. Nhưng sau đó Tần Đại Dũng đột nhiên từ bên ngoài tới làm tổng giám đốc, Triệu Hoa trở thành phó tổng giám đốc. Ông ta vốn rất bất mãn về điều này, luôn tìm cách chống đối với Tần Đại Dũng, thậm chí sẵn sàng gây thiệt hại cho quyền lợi của công ty, cũng phải đối đầu với Tần Đại Dũng. Chỉ cần là ý kiến do Tần Đại Dũng đưa ra, ông ta đều không đồng ý. Người ta bảo sếp mới nhậm chức hay nóng tính. Sếp Tần đã lên chức lâu như vậy mà ông vẫn còn nóng tính thế. Triệu Hoa cười híp mắt nói. Tần Đại Dũng lạnh lùng nói, tôi không quan tâm các người có lý do gì, trong vòng 5 phút đều phải đến phòng họp lớn để họp. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, sếp Tần, uy quyền của ông lớn quá nhỉ. Triệu Hoa mỉm cười nói, xét về kinh nghiệm và lý lịch, tôi bỏ xa ông cả chục con phố, ông lấy tư cách gì bảo tôi tới họp. Trưởng phòng Trương, bây giờ là 10 giờ 17 phút. 10 giờ 22 phút, ai không tới họp thì cứ xử phạt vì nghỉ làm không phép. Tần Đại Dũng căn dặn trưởng phòng nhân sự. Trưởng phòng Trương có hơi khó xử. Cho dù ông ta là người chịu trách nhiệm về nhân sự nhưng vẫn không dám chống đối Triệu Hoa. Đúng như Triệu Hoa đã nói. Kinh nghiệm và lý lịch của ông ta là cao nhất trong công ty, vốn là tổng giám đốc công ty, tất cả nhân viên quản lý cao cấp trong công ty đều là người của ông ta. Ông không hiểu lời tôi nói à? Tần Đại Dũng thấy trưởng phòng Trương không nói lời nào, lập tức nổi giận. Trưởng phòng Trương cười khổ, vâng, sếp Tần. Trương Chí Quân, đây là ân oán giữa tôi và Tần Đại Dũng, nếu ông dám can thiệp, tôi có hàng trăm cách đuổi ông ra khỏi công ty, Triệu Hoa uy hiếp. Nghe ông ta nói vậy, Dương Thanh nãy giờ không nói gì, lúc này ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Triệu Hoa này đúng là quá mức kiêu căng, dám uy hiếp nhân viên ngay trước mặt mọi người. Trương Chí Quân khổ sở, đi tới phòng họp không được, không đi cũng không được. Ông ta không thể đắc tội với bất kỳ bên nào. Triệu Hoa, có phải ông cảm thấy mình chính là ông trời ở trong công ty này, tôi thật sự không dám làm gì ông à? Tần Đại Dũng đột nhiên bình thản nói. Trên mặt không thấy có chút tức giận nào. Ông ta đột nhiên thay đổi làm Triệu Hoa bất giác có dự cảm xấu. Nhưng nghĩ tới địa vị của mình ở trong công ty, Triệu Hoa không sợ hãi nữa. Ông ta cười lạnh nói, tôi làm việc trong công ty bao nhiêu năm qua, hiểu rõ tất cả các nghiệp vụ của công ty có thể không có ông nhưng không thể thiếu tôi. Cho dù sếp Lạc tới, cũng sẽ không làm gì được tôi nữa là ông. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi. Đảo mắt nhìn lướt qua mọi người và chợt nói, tôi đột nhiên từ bên ngoài tới công ty này, chắc không chỉ Triệu Hoa không phục, những người khác cũng không phục tổng giám đốc như tôi nhỉ. Dù sao ông ta cũng là tổng giám đốc công ty, cho dù phần lớn quản lý cao cấp đều là người của Triệu Hoa, nhưng rõ ràng lúc này Tần Đại Dũng đang sắp nổi giận, rất nhiều người đều hơi do dự, mãi vẫn không có người nào đứng ra. Triệu Hoa cười lạnh nói, các người có ý kiến gì thì cứ việc nói ra. Có tôi ở đây, không ai có thể làm gì được các người. Có những lời này của Triệu Hoa, cuối cùng đã có người đứng ra tôi không phục. Sếp Triệu làm trong công ty bao nhiêu năm qua, đổ biết bao mồ hôi công sức cho công ty, ông chỉ là một tổng giám đốc từ bên ngoài tới, ông có tư cách gì thay thế ông ấy. Tôi cũng không phục, ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi chỉ nhận sếp Triệu là lãnh đạo. Cả tôi cũng không phục, ông chỉ là một kẻ bị gia tộc nhỏ vứt bỏ. Có tư cách gì làm tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà? Có 3 quản lý cao cấp của công ty lần lượt đứng ra, trong đó có 1 phó tổng giám đốc và 2 trưởng phòng. 3 người này vốn qua lại thân thiết với Triệu Hoa, lúc này bọn họ đứng ra, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Nhưng cũng chỉ có 3 người này đứng ra nói, những người khác đều lựa chọn im lặng. Tần Đại Dũng có thể từ bên ngoài tới nhậm chức, đã chứng tỏ lai lịch của ông ta chắc chắn không đơn giản. Còn có ai không phục nữa? Tần Đại Dũng nhìn lướt qua mọi người ở đó, lớn tiếng hỏi. Triệu Hoa híp mắt và hừ lạnh nói, các người tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đi. Tôi cũng không phục. Lại có một quản lý cao cấp đứng ra, nhưng cũng chỉ có một người, những người khác vẫn lựa chọn im lặng. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Triệu Hoa có phần khó coi. Ông ta vốn tưởng rằng nếu có một ngày mình và Tần Đại Dũng hoàn toàn trở mặt, sẽ có ít nhất hơn nửa số quản lý cao cấp đứng ở bên phía mình. Nhưng bây giờ, chỉ có chưa đến một nửa số quản lý cao cấp lựa chọn ông ta. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, được,
nếu các người không phục, vậy tôi cũng không nhất thiết phải giữ các người lại nữa. Ông dứt lời lại nói với trưởng phòng nhân sự Trương Chí Quân, trưởng phòng Trương, ông ghi lại tên những người này rồi lập tức làm bản quyết định sa thải. Tần Đại Dũng nói ra những lời này làm ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Triệu Hoa cũng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nói, Tần Đại Dũng, mẹ nó, ông nói gì vậy? Ông muốn đuổi việc tôi à? Ông có tư cách gì? Tôi là Tổng Giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng Long Hà, lời nói của tôi có tính quyết định trong công ty này. Nếu các người không phục sự quản lý của tôi, sao tôi còn phải giữ các người lại? Chẳng lẽ chờ các người lấy mất quyền lực của tôi, ngăn cản công ty phát triển sao? Vẻ mặt Tần Đại Dũng lạnh lùng. Lần này, ông không còn tình người, chỉ còn sự lãnh đạm và mạnh mẽ quyết đoán của một cấp trên. Ông là cái thá gì chứ? Ông thật sự tưởng mình là tổng giám đốc thì có thể đuổi việc được tôi sao? Triệu Hoa thẹn quá hóa giận nói, ông đây là phó tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, cho dù muốn đuổi việc tôi cũng phải thực hiện theo trình tự chính quy. Chỉ có chủ tịch ký tên mới có thể đuổi việc được tôi. Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên chính thức của công ty, ông có tư cách gì đuổi việc chúng tôi? Không có chủ tịch ký tên, ai có thể đuổi chúng tôi đi chứ? Ngay sau đó, bốn quản lý cấp cao đứng bên phía Triệu Hoa đều gào lên với Tần Đại Dũng, hận không thể xé xác ông ta ra. Vẻ mặt Tần Đại Dũng hờ hững, đột nhiên nhìn về phía Dương Thanh, chủ tịch, bây giờ tôi muốn đuổi việc những người này, chủ tịch có thể ký tên không? Nghe thấy Tần Đại Dũng nói vậy, ai nấy đều chấn động. Cho dù là Triệu Hoa cũng chưa từng gặp Dương Thanh, vừa rồi anh xuất hiện cùng Tần Đại Dũng, ông ta chỉ cho rằng anh là nhân viên mới được Tần Đại Dũng tuyển vào. Anh hờ hững nhìn năm người kia, nói, nếu không phục tùng cấp trên, tất nhiên phải đuổi. Năm người kia lập tức ủ rũ, vẻ mặt đờ đẫn. Triệu Hoa đờ người ra một lúc lâu mới tức giận hét lên, thằng oát con, mày cũng dám giả mạo chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà à? Mày đúng là chán sống rồi, tao sẽ lập tức báo cáo lại với sếp Lạc. Ông ta nói xong thì lấy điện thoại ra gọi. Lạc Bân nhanh chóng nghe máy, thờ ơ hỏi, chuyện gì? Sếp Lạc, có một người thanh niên 26, 27 tuổi tới công ty giả mạo chủ tịch. Sếp Tần còn bao che cho cậu ta nữa. Ông xem chuyện này nên xử lý thế nào? Giọng điệu Triệu Hoa vô cùng cung kính, lúc ông ta nói chuyện còn nhìn về phía Dương Thanh với vẻ giễu cợt. Xin quay lại. Lạc Bân vốn đang bận, không rảnh để ý tới Triệu Hoa. Nhưng sau khi nghe Triệu Hoa nói xong, mặt ông ta biến sắc. Ông ta biết Tần Đại Dũng là bố vợ của Dương Thanh. Ông ta cũng biết Dương Thanh 27 tuổi. Còn nói, giả mạo, chủ tịch, lại có Tần Đại Dũng, bao che. Giả mạo chỗ nào chứ? Người đó rõ ràng là Dương Thanh. Nghe giọng điệu của Triệu Hoa thì rõ ràng ông ta đã có xung đột với Dương Thanh. Lưng Lạc Bân đổ mồ hôi lạnh. Dù sao Lạc Bân cũng là người đã giữ Triệu Hoa ở lại công ty. Thấy Lạc Bân mãi không nói gì. Triệu Hoa vừa cười vừa nói, sếp Lạc, ông xem có cần tôi đuổi Tần Đại Dũng và thằng nhóc này ra ngoài không? Đuổi cái đầu ông à? Người thanh niên ông nói chính là chủ tịch, cậu ấy bảo ông làm gì thì ông làm cái đó. Nếu ông dám xúc phạm tới chủ tịch, ông đây giết chết ông. Lạc Bân tức giận thở hổn hển và hét lên. Trong đại sảnh yên tĩnh này, giọng nói thông qua loa điện thoại truyền rõ vào trong tai mỗi người. Gương mặt đang tươi cười nịnh nọt của Triệu Hoa chợt cứng đờ. Năm quản lý cao cấp vừa chọn đứng bên phía Triệu Hoa lại có vẻ mặt vô cùng khó coi. Từ hôm nay trở đi, nhân viên nào không phục tùng quản lý thì cứ sa thải hết. Dương Thanh liếc nhìn mấy người đó với gương mặt vô cảm, sau đó nói với Tần Đại Dũng bên cạnh, nếu không đủ người, cứ tìm Lạc Bân đòi người. Vâng, chủ tịch, dù sao ở đây là công ty, Tần Đại Dũng vẫn tỏ ra cung kính với Dương Thanh. Chủ tịch, tôi biết sai rồi. Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội nữa. Triệu Hoa đờ đẫn trong giây lát mới hoảng sợ và vội vàng cầu xin, vẻ mặt nhăn nhúm. Thời gian trước ông ta mới đổi biệt thự lớn và xe sang, nhưng tất cả đều là mua trả góp. Nếu ông ta bị đuổi, sẽ không trả góp nổi một cái nào. Chủ tịch, chúng tôi cũng sai rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bốn quản lý cao cấp khác của công ty cũng cố cầu xin. Dương Thanh cười lạnh, sao lúc trước các người chống đối sếp Tần lại không biết sai? Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc tôi được. Tôi là nhân viên lâu năm trong công ty, hơn nữa từng làm tổng giám đốc của công ty,
tôi đã đích thân chịu trách nhiệm rất nhiều dự án. Nếu tôi không ở đây, những dự án đó đều sẽ thất bại. Triệu Hoa cảm giác được Dương Thanh quyết tâm đuổi việc mình, lập tức cuống lên. Ông thật sự tưởng cả một công ty lớn như vậy không có ông thì không thể hoạt động được nữa à? Có phải ông còn cảm thấy trái đất thiếu ông sẽ ngừng quay không? Dương Thanh châm chọc. Năm quản lý cao cấp đi theo ông ta lúc trước cũng khóc lóc kể lể, chủ tịch, đều là do tên khốn Triệu Hoa này ép chúng tôi. Nếu chúng tôi không đứng ở bên phía ông ta sẽ gây khó dễ cho chúng tôi. Mong chủ tịch cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, sau này chúng tôi không dám làm vậy nữa. Nhìn đôi mắt mấy quản lý cao cấp đỏ hoe, nước mắt trực rơi, Tần Đại Dũng đột nhiên thấy thương cho bọn họ. Chủ tịch, hay là giữ lại hết, trừ Triệu Hoa. Tần Đại Dũng khẽ nói. Mấy quản lý cao cấp đều nhìn về phía Tần Đại Dũng với vẻ mặt cảm kích. Thương trường như chiến trường, phục tùng chính là trách nhiệm, phản bội chính là kẻ địch. Nhưng bọn họ phải thất vọng vì Dương Thanh đã lắc đầu, nghiêm mặt nhìn Tần Đại Dũng, bọn họ vì lợi ích của mình có thể phản bội bố một lần, sẽ có thể phản bội bố lần thứ hai. Bất kỳ một lần phản bội nào cũng có thể làm công ty sụp đổ. Lúc này Dương Thanh thể hiện ra uy nghiêm của một người lãnh đạo, cho dù Tần Đại Dũng là bố vợ của anh vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Tần Đại Dũng cũng hiểu rõ những lời này của Dương Thanh rất có lý. Bình thường những người này ỷ vào Triệu Hoa mà chó cậy thế chủ, chuyện gì cũng dám làm với mình. Ông ta thật sự chẳng có lý do gì để tha thứ cho những người như vậy. Trưởng phòng Trương, từ nay về sau, ông chính là giám đốc phòng nhân sự. Ông lập tức làm bản quyết định sa thải 6 người do Triệu Hoa dẫn đầu. Lúc này Tần Đại Dũng ra lệnh, ông ta vừa đề bạt Trương Chí Quân lại sa thải 6 quản lý cao cấp. Lúc này Trương Chí Quân rất vui mừng. Ông ta vốn đang lo lắng vì lúc nãy mình hơi do dự trước mệnh lệnh của Tần Đại Dũng, cũng sẽ bị phạt. Nhưng không ngờ mình không những không bị phạt, trái lại còn được đề bạt. Vâng, sếp Tần, Trương Chí Quân lập tức kêu lên. Chủ tịch, cậu không thể đuổi việc chúng tôi được. Lúc này, đám người Triệu Hoa cuối cùng cũng biết mình thật sự bị đuổi việc, mấy người đều vô cùng hoảng sợ. Nếu theo thủ tục từ chức bình thường, có lẽ bọn họ còn có thể tìm được công việc với chức vụ tương đương. Nhưng hôm nay bọn họ bị đuổi việc, vậy sẽ chẳng có công ty nào bằng lòng tiếp nhận một nhân viên bị đuổi việc cả. Cho dù có công ty tiếp nhận cũng sẽ không sắp xếp cho bọn họ làm chức vụ quản lý cao cấp như ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trong 10 giây, nếu các người còn chưa cút ra ngoài, vậy sau này ở cái đất Giang Hải này chẳng có chỗ cho các người dung thân nữa. Dương Thanh đột nhiên nói, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Mấy người đều hoảng sợ. Bọn họ biết Lạc Bân có địa vị rất cao ở Giang Hải, nhưng ngay cả Lạc Bân còn phải gọi Dương Thanh trước mắt này là chủ tịch. Nói cách khác, Dương Thanh không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn là chủ tịch của tập đoàn Nhãn Thanh. Nghĩ tới đây, mấy người đâu dám tiếp tục dây dưa nữa, hoảng hốt tranh nhau chạy ra khỏi công ty. Cả đại sảnh im phăng phắc, ai nấy đều hiểu, từ nay về sau, Tần Đại Dũng chính là người nắm quyền duy nhất trong công ty. Dương Thanh đi theo Tần Đại Dũng vào văn phòng tổng giám đốc. Bố, chắc lúc bố vừa đến công ty đã bị bọn họ tìm cách loại bỏ đúng không? Sao bố chẳng nói gì với con? Dương Thanh bất đắc dĩ nói. Tần Đại Dũng cười khổ, cầm một cốc nước đưa cho Dương Thanh rồi ngồi xuống, nói, bố vốn định tự mình giải quyết việc này, coi như rèn luyện bản thân. Nhưng bố không ngờ mấy người này càng lúc càng kiêu căng, thậm chí đến mức ngó lơ lợi ích của công ty để đối đầu với bố. Bố, nếu con đã giao công ty cho bố thì đã tín nhiệm bố rồi. Bố không cần cứ nhất quyết phải giày vò bản thân. Sau này nếu có chuyện như vậy nữa, bố cứ mạnh dạn xử lý đi. Nếu bố không giải quyết được, con sẽ đứng ra. Dương Thanh chân thành nói. Được, bố biết rồi. Tần Đại Dũng vừa cười vừa nói. Đây là lần đầu tiên con tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà nên không hiểu rõ về tình hình của công ty lắm. Không phải bố mới nói sẽ tổ chức cuộc họp à? Vậy thì tốt quá, con cũng đi cùng xem như dự thính, thuận tiện tìm hiểu tình hình của công ty luôn, Dương Thanh chợt nói. Trong lúc Dương Thanh theo Tần Đại Dũng vào họp, 6 người quản lý cao cấp do Triệu Hoa dẫn đầu vừa muốn tách ra, Triệu Hoa chợt kêu lên, chờ đã. 5 người kia đều đứng lại, tức giận nhìn Triệu Hoa. Nếu không phải vì Triệu Hoa, bọn họ đã không bị đuổi việc. Tôi biết mấy người rất bất mãn về tôi,
nhưng mấy người đừng quên trước đây lúc tôi còn là phó tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà đã tạo điều kiện cho mấy người thế nào. Đâu chỉ có mấy người bị đuổi việc, tôi cũng bị đuổi việc mà. Triệu Hoa không cam lòng nói. Triệu Hoa, ông muốn nói gì? Một người trung niên bước ra, nhìn ông ta hỏi. Ánh mắt Triệu Hoa trở nên sắc bén, tôi có một kế hoạch, nhưng cần mấy người phối hợp. Chỉ cần có thể làm xong chuyện này, đến lúc đó Tần Đại Dũng nhất định sẽ phải cầu xin chúng ta trở lại. Hạ Hạ yêu cầu. Mấy quản lý cao cấp vừa bị đuổi việc vốn đang lo buồn vì chuyện này, Triệu Hoa nói Tần Đại Dũng sẽ cầu xin bọn họ trở lại, khiến bọn họ lập tức thấy hứng thú với kế hoạch của ông ta. Sếp Triệu, ông cần chúng tôi phối hợp thế nào, cứ nói ra. Mấy người vừa rồi còn rất bất mãn với Triệu Hoa, lúc này lại gọi Triệu Hoa là sếp Triệu. Triệu Hoa khẽ nhếch môi, mấy người hẳn đã nghe nói về Long Tam chứ? Long Tam, ông muốn nói tới ông chủ của Club Hoàng Triều à? Nghe cái tên Long Tam này, một người kinh ngạc hỏi. Triệu Hoa cười giễu cợt, hắn mà là ông chủ gì chứ? Thật ra đứng phía sau Club Hoàng Triều là nhà họ Ngụy, một trong bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải. Mà Long Tam chỉ là người được nhà họ Ngụy nâng đỡ lên, giúp bọn họ quản lý việc kinh doanh Club Hoàng Triều thôi. Sếp Triệu, ông có kế hoạch gì thì mau nói ra đi. Chúng tôi vì theo ông mới bị công ty sa thải, bây giờ cho dù có tìm được việc làm cũng không thể tìm được công việc tốt như ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Mấy người đều sốt ruột. Triệu Hoa mỉm cười, đột nhiên giơ năm ngón tay lên, 500.000, mỗi người 500.000, 6 người chúng ta là 3 triệu. Tôi sẽ cầm số tiền này đi tìm Long Tam, bảo hắn dẫn người tới nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Chặn không cho bọn họ xuất hàng. Đến lúc đó Long Tam sẽ yêu cầu tôi đứng ra, mới bằng lòng dẫn người rời đi. Cho dù thằng Watt phía sau Tần Đại Dũng kia thật sự là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì sao chứ? Long Tam là người của nhà họ Ngụy, lẽ nào thằng Watt kia còn dám đấu với người của nhà họ Ngụy sao? Đến lúc đó, bọn họ chỉ có thể mời tôi ra mặt. Mà lúc đó tôi có thể đưa ra yêu cầu là phải để tôi làm tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tôi mới bằng lòng ra mặt. Chờ tôi lên làm tổng giám đốc, các người có thể trở lại công ty rồi. Mấy người vốn còn thấy hứng thú với kế hoạch của Triệu Hoa, nhưng nghe mỗi người phải bỏ ra 500.000, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Sếp Triệu, ông đùa gì thế? Chúng tôi làm trong công ty vật liệu xây dựng Long Hà cả năm trời cũng chẳng được 500.000. Bây giờ ông lại muốn chúng tôi bỏ ra 500.000 một lần, vậy chẳng phải là làm khó nhau sao? Đúng vậy, 500.000 đâu phải là số tiền nhỏ. Quá nhiều, tôi không có. Năm người đều bất mãn. Triệu Hoa cười lạnh, tầm mắt các người vẫn quá hạn hẹp. Các người đừng quên, chỉ cần chúng ta có thể quay về công ty vật liệu xây dựng Long Hà, bỏ ra 500.000 có đáng là gì đâu. Trong vòng một tháng, tôi bảo đảm sẽ giúp các người lấy được 500.000. Các người phải suy nghĩ cho kỹ. Người tôi tìm tới là Long Tam. Nếu là nhân vật nhỏ khác, tôi tùy tiện bỏ ra mấy chục nghìn đã có thể chặn được nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Nhưng đám người này có tác dụng sao? Phía sau Long Tam là nhà họ Ngụy. Cho dù cậu thanh niên phía sau Tần Đại Dũng có lai lịch lớn thế nào, sao có thể đấu được với nhà họ Ngụy chứ? Nghe ông ta nói vậy, mấy người đều im lặng, do dự. Cho dù bọn họ từng là quản lý cao cấp, nhưng 500.000 không phải là số tiền nhỏ. Nếu kế hoạch có thể thành công thì tốt, nhưng một khi thất bại thì đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ôi! Thấy mấy người đều do dự, Triệu Hoa đột nhiên thở dài, xem ra, bảo các người bỏ ra 500.000 thật sự quá khó. Nếu đã vậy thì quên đi, tôi tự nghĩ cách kiếm tiền, sau đó tìm Long Tam. Sau khi chuyện này thành công, tôi được quay về công ty thì 3 triệu có là gì? Tôi sẽ kiếm về gấp mấy lần? Sếp Triệu! Tôi đồng ý bỏ ra 500.000. Cuối cùng, có người nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Sếp Triệu, tôi cũng đưa. Lúc nào cũng vậy, một khi có kẻ mở đầu, sẽ lập tức có người phụ họa. Năm người vừa rồi còn do dự đã lập tức đồng ý với kế hoạch của Triệu Hoa. Màn đêm buông xuống. Trong phòng VIP sang trọng ở tầng cao nhất của Club Hoàng Triều. Một người đàn ông tóc ngắn. Dáng vẻ vạm vỡ với một hình xăm chữ thập chết chóc nối thẳng từ cằm xuống cổ. Trên nửa mặt trái của hắn ta còn có một vết sẹo lộ rõ, thoạt nhìn vô cùng hung ác. Người đàn ông mặt sẹo này chính là Long Tam.
Lúc này hắn ta đang ngồi trên ghế sofa cao cấp, hai tay ôm hai người đẹp, trên bàn trà còn đặt đĩa trái cây rất lớn và chai rượu. Triệu Hoa dè dặt đứng ở trước bàn, nơm nớp lo sợ nói, anh Long, hôm nay tôi tới tìm anh là có chuyện muốn nhờ cậy anh. Có gì nói mau. Long Tam hung ác nói. Triệu Hoa vội vàng nói, tôi muốn nhờ anh Long dẫn theo một vài anh em đứng ra, chặn nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, không cho bọn họ xuất hàng. Đến lúc đó anh lại chỉ đích danh tôi đứng ra, anh mới bằng lòng đàm phán. Lúc này Long Tam mới biết Triệu Hoa đưa tiền tới cửa, hắn ta đẩy hai người đẹp bên cạnh ra, mấy đứa ra ngoài đi. Thoáng cái, trong phòng chỉ còn Long Tam và Triệu Hoa. Nếu ông tìm tới tôi, vậy chắc ông đã biết quy định của tôi rồi. Phụ kinh doanh ít hơn 3 triệu, tôi sẽ không làm. Long Tam ngậm một điếu xì gà trên môi, cười híp mắt nói với Triệu Hoa. Triệu Hoa vội vàng bước lên, cúi xuống châm xì gà giúp Long Tam rồi mới nói, anh Long, tất nhiên tôi hiểu quy định của anh. Nhưng không khéo là hôm nay tôi mới bị công ty vật liệu xây dựng Long Hà sa thải, trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Không có tiền à? Long Tam nhíu mày, giọng nói cũng lạnh hơn. Anh Long, anh đừng nóng. Tôi không nói dối gì anh, trong tay tôi chỉ có 1 triệu. Chỉ cần anh Long giúp tôi trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi hứa với anh, sau khi chuyện này thành công, tôi sẽ lấy thêm 2 triệu từ chỗ công ty tới biếu anh. Triệu Hoa cười híp mắt nói, ánh mắt điên cuồng. Long Tam cũng chỉ thuận miệng nói 3 triệu thôi. Trên thực tế cho dù hắn ta là quản lý Club Hoàng Triều nhưng tiền đều chảy vào trong túi của nhà họ Ngụy, hắn ta chẳng lấy được bao nhiêu. Nhưng kế hoạch của Triệu Hoa có thể khiến hắn ta làm một lần đã kiếm được 3 triệu. Số tiền này tương đương với thu nhập 1 năm của hắn ta ở Club Hoàng Triều. Tôi có thể tạm thời nhận 1 triệu của ông, nhưng chờ sau khi ông trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi phải có 5 triệu. Long Tam đòi hơi nhiều. Hắn ta chỉ dẫn người tới ngăn cản kho hàng của công ty vật liệu xây dựng Long Hà xuất hàng mà lại đòi những 6 triệu. Triệu Hoa cắn răng, có kè mặc cả, tôi đưa trước cho anh 1 triệu. Sau khi chuyện này thành công, tôi lại đưa cho anh thêm 4 triệu nữa. Nếu anh bằng lòng, tôi có thể đưa trước 1 triệu cho anh ngay bây giờ. Được, tôi đồng ý. Long Tam cũng hiểu, hắn ta chỉ dẫn hơn 10 người đi gây chuyện, có thể kiếm 5 triệu đã là rất tốt rồi. Cuối cùng Triệu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta lấy được 2 triệu rưỡi từ 5 người khác, bây giờ bỏ ra 1 triệu, còn có thể lời được 1 triệu rưỡi. Mấu chốt nhất là ông ta tin tưởng, chỉ cần Long Tam đứng ra, chắc chắn ông ta có thể quay lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Chỉ cần quay về công ty, số tiền bỏ ra đều có thể kiếm về được. Ngày hôm sau, Dương Thanh như mọi ngày, đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non, sau đó chờ Tần Thanh Tâm đến công ty xong. Anh lại thành người rảnh rỗi. Trong lúc anh đang cân nhắc xem mình nên đi đâu, điện thoại chợt đổ chuông. Là Hạ Hà gọi tới. Dương Thanh, anh có rảnh không? Tôi muốn gặp anh một chút. Dương Thanh vừa nghe máy, giọng nói dịu dàng của Hạ Hà đã vang lên. Cô gặp phải rắc rối gì sao? Dương Thanh hơi lo lắng. Dù sao cái chết của Trang Tất Phàm vẫn có chút liên quan tới Hạ Hà. Anh không có cách nào bảo đảm nhà họ Trang sẽ không đi tìm Hạ Hà. Chặn cửa. Hạ Hà cảm nhận được nỗi lo lắng của Dương Thanh, vội vàng lên tiếng, anh đừng lo, tôi không sao, chỉ là ít việc riêng thôi. Lúc này Dương Thanh mới yên tâm, được, nhân tiện tôi đi thăm gì đây, chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện. Ok, Hạ Hà đáp. 20 phút sau, Dương Thanh đã đến bệnh viện nhân dân. Trong phòng bệnh của bà Hạ. Thanh đến đấy à cháu? Bà Hạ rất vui khi thấy Dương Thanh tới. Có điều càng thích Dương Thanh thì bà ta càng hụt hẫng. Lần đầu tiên gặp Dương Thanh, bà ta còn tưởng anh là bạn trai của Hạ Hà, sau này mới biết anh đã kết hôn rồi. Dương Thanh mỉm cười, cháu chào dì, hôm nay dì thấy thế nào? Có lẽ là do bà Hạ mới làm thẩm tách nên sắc mặt hơi tái, môi cũng nhợt nhạt, trông rất yếu. Bà ta lắc đầu, sau khi tiền thuốc men được giải quyết. Dì cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Chỉ mong dì mau bình phục rồi xuất viện, ra ngoài tìm việc, để cái Hà khỏi phải chịu khổ một mình. Bà Hạ nói đến đây, mắt đã đỏ hoe. Bà ta không sợ chết mà chỉ lo bỏ lại Hạ Hà một mình trên thế gian này. Mắt Hạ Hà cũng đỏ hoe, cô ta kéo tay mẹ, cố tươi cười vui vẻ, mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung. Bây giờ mẹ cứ yên tâm chữa bệnh,
bao giờ khỏi hẳn thì mẹ con mình cùng nhau cố gắng. Ừ, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại, bà Hạ mỉm cười nói. Đã tìm được nguồn thận thích hợp chưa? Dương Thanh hỏi đột ngột. Bệnh tình của bà Hạ rất nghiêm trọng, chỉ có thay thận mới giữ được tính mạng, nếu không thì tất cả thành công dã tràng. Sắc mặt Hạ Hà chợt ảm đạm, cô ta khẽ lắc đầu, bác sĩ nói là vẫn đang tìm kiếm. Dù sao thì nguồn thận rất hiếm, có duyên thì tìm được chứ không đòi hỏi gì được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi. Dương Thanh gật đầu, rồi chợt nói, hai người đợi một lát nhé, cháu ra ngoài gọi điện. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh gọi một cú điện thoại. Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng truyền qua điện thoại, Thanh, sao đột nhiên cậu lại gọi điện cho chị thế? Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cô ấy rất kích động khi nhận được cuộc gọi từ Dương Thanh. Dương Thanh lúng túng đáp lời, chị Lâm, em tìm chị có việc. Đúng là có việc mới tìm người ta, chị còn tưởng cậu nhớ chị cơ đấy. Chị Lâm hậm hực nói. Chị Lâm tên là Ngải Lâm, từ nhỏ đã là thiên tài, tuy mới 30 tuổi nhưng cô ấy đã trở thành chuyên gia lĩnh vực y học cấp báu vật của quốc gia. Trong thời gian sinh sống ở biên giới phía Bắc hồi trước, cô ấy đã cứu sống rất nhiều chiến sĩ, rất thân thiết với Dương Thanh. Dương Thanh cười gượng, mặc dù em tìm chị có việc, nhưng cũng nhớ chị thật. Một thời gian nữa em sẽ đến Yến Đô thăm chị, xem như thằng nhóc nhà cậu còn có lương tâm. Chị biết cậu bận rộn nên không làm trễ nải thời gian của cậu nữa, có việc gì thì nói đi. Ngải Lâm nói thẳng. Bấy giờ Dương Thanh mới thuật lại vắn tắt về tình hình của bà Hạ, cuối cùng hỏi, vì vậy, em muốn thử xem bên chị có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp hay không. Chị chỉ có thể nói là chị sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì nguồn thận cũng rất hiếm, hơn nữa tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm phải phù hợp hết mới được, Ngải Lâm trả lời. Có câu này của chị là đủ rồi. Lát nữa em sẽ gửi tài liệu chi tiết của bệnh nhân cho chị, Dương Thanh lên tiếng. Ừ, cứ quyết định vậy đi. Có tin tức thì chị sẽ liên lạc với cậu. Bên chị sắp mở cuộc họp, không nói chuyện với cậu nữa. Nếu rảnh thì cậu đến Yến Đô tìm chị nhé, Ngải Lâm nói. Được, vậy chị Lâm làm việc đi. Nói rồi Dương Thanh cúp máy. Mặc dù chưa tìm được nguồn thận, nhưng có câu nói kia của Ngải Lâm là đủ rồi. Anh đã quen biết với Ngải Lâm mấy năm, hiểu rất rõ cô ấy, một khi cô ấy nói sẽ cố gắng hết sức thì có thể chắc chắn rồi. Dì ơi, dì đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nguồn thận thích hợp. Bây giờ dì hãy nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe, như vậy thì đến khi có nguồn thận thích hợp mới có thể phẫu thuật thuận lợi. Dương Thanh quay lại phòng bệnh, an ủi bà Hạ. Anh trò chuyện với bà ta một lúc, sau đó xin phép đi trước. Nhân lúc này... Hạ Hà đi ra ngoài phòng bệnh cùng anh. Hạ Hà, cô tìm tôi muốn nói gì sao? Mãi cho đến khi bọn họ ra đến bãi đỗ xe mà Hạ Hà vẫn chưa nói gì khiến Dương Thanh có phần nghi hoặc. Sau một hồi do dự, Hạ Hà bỗng lấy một tờ giấy ra, dúi vào tay Dương Thanh, đây là cái gì thế? Dương Thanh thắc mắc. Đột nhiên Hạ Hà nghiêm túc nhìn Dương Thanh, đây là giấy nợ mà tôi viết. Bởi vì trước mắt bệnh của mẹ tôi không tốn nhiều tiền. Tạm thời chưa biết bao nhiêu nên tôi để chống chỗ khoản nợ. Khi nào có hóa đơn chi phí chi tiết, tôi sẽ điền vào. Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Nhất định là cô ngốc này biết chuyện mình vì mẹ cô ta, quyên tặng 50 triệu để thành lập quỹ. Hạ Hà, cô đang làm gì thế? Dương Thanh thẳng tay xé giấy nợ không chút do dự. Tôi quyên góp một khoản tiền để thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh viện không phải vì cô mà là để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn. Và lại, bệnh của dì vốn phù hợp với điều kiện của quỹ, cô đưa giấy nợ cho tôi làm gì, Dương Thanh tức giận nói. Anh giúp đỡ mẹ của Hạ Hà cũng là bởi vì nhìn Hạ Hà, anh như nhìn thấy bản thân 5 năm về trước, anh nghĩ tới mẹ mình, cho nên mới thành lập quỹ. Đương nhiên, cho dù không thành lập quỹ anh thì cũng giúp Hạ Hà mà không cần đền đáp. Nói thế nào thì cô gái này cũng được xem là ân nhân của Tiêu Tiêu. Nào ngờ Dương Thanh vừa mới xé một tờ giấy nợ, Hạ Hà lại lấy ra một tờ khác, tôi biết chắc là anh không nhận nên đã chuẩn bị hai tờ. Bất kể là nguyên nhân gì, anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi sợ mình không trả nổi. Anh phải nhận tờ giấy này. Sắp tới tôi sẽ ra ngoài tìm việc và trả nợ cho anh hàng tháng nếu cuộc sống đảm bảo. Hạ Hà hết sức nghiêm túc. Vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Dương Thanh cười chua xót,
đành nhận tờ giấy nợ, cô ép tôi nhận giấy nợ đấy. Thấy Dương Thanh nhận giấy nợ, Hạ Hà mới nở nụ cười nhẹ nhõm, có nợ thì phải trả, đó là lẽ hiển nhiên. Anh trả toàn bộ phí chữa bệnh cho mẹ tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi. Thôi được rồi, cô đã kiên quyết thì tôi nhận vậy. Dương Thanh bất đắc dĩ nhận giấy nợ. Cô gái này thật ngây thơ đáng yêu. Sau khi tạm biệt Hạ Hà, Dương Thanh tiện tay ném giấy nợ vào thùng rác bên cạnh rồi lắc đầu cười khổ. Anh suy nghĩ miên man, chợt nói, không biết bên chỗ bố đã ổn định chưa, mình vẫn nên đến đó xem thử thì hơn. Dứt lời anh lái xe rời đi. Trong khi đó, tại nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà ở ngoại ô. Hôm nay, công ty phải xuất một lượng lớn vật liệu thép, Tần Đại Dũng đích thân đến nhà kho quan sát. Hàng đã chuẩn bị xong chưa? Tần Đại Dũng đội mũ bảo hộ lao động hỏi quản lý nhà kho. Quản lý vội vàng gật đầu, đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả. Xe vận tải sắp đến rồi. Sau khi chất hàng lên xe, đưa đến công trường là hoàn thành giao dịch lần này. Dẫn tôi đi xem. Nói xong Tần Đại Dũng dẫn đầu đi vào trong nhà kho, quản lý lập tức theo sau. Két! Đúng lúc này, trước cửa nhà kho vang lên mấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy 8 chiếc xe Passat màu đen dừng trước cửa nhà kho, dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes-Benz G-Class màu đen. Ngay sau đó, hơn 20 gã đàn ông mặc đồ đen cầm gậy xuống xe và xông đến nhà kho. Một người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc Benz G đằng sau, trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất rõ, trên cằm còn xăm hình chữ thập chết chóc kéo dài xuống tận cổ. Hắn ta chính là Long Tam, người mà Triệu Hoa tới tìm tối qua. Các người là ai? Quản lý nhà kho trông thấy bọn họ thì lập tức hoảng loạn, vội vàng chất vấn. Nhưng Long Tam chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ vung tay ra lệnh, chặn cửa cho tao. Mời sếp Triệu quay về. Long Tam vừa dứt lời, hơn 20 gã đàn ông lập tức chạy tới cửa nhà kho và phá hỏng cửa trong nháy mắt. Công nhân xung quanh đần mặt nhìn, họ đã thấy chuyện rầm rộ như thế này bao giờ đâu. Tần Đại Dũng cũng ngớ ra nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Rõ ràng là đám người này đến đây với mục đích xấu. Ông anh này, không biết các ông đến nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà làm gì vậy? Tần Đại Dũng đi tới trước mặt Long Tam, dè dặt hỏi. Long Tam hờ hững nhìn ông ta, ông là ai? Tôi là Tần Đại Dũng, tổng giám đốc của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tần Đại Dũng lập tức tự giới thiệu thân phận. Tổng giám đốc của công ty các người không phải là Triệu Hoa sao? Đổi thành ông từ bao giờ thế? Cút đi cho bố mày chỉ biết Triệu Hoa thôi. Bảo ông ta bỏ ra đây, bố mày muốn nói chuyện với ông ta. Long Tam dữ dằn nói, tỏ vẻ muốn nói chuyện cùng Triệu Hoa. Ông anh, Triệu Hoa đã bị sa thải rồi. Bây giờ mọi việc của công ty đều do tôi phụ trách, ông có chuyện gì thì cứ nói với tôi là được. Tuy Tần Đại Dũng cực kỳ tức giận nhưng cũng nhận thấy đối phương không đơn giản nên nói chuyện vẫn dè dặt. Bốp! Long Tam tát vào mặt Tần Đại Dũng, giận dữ quát, không hiểu bố mày nói gì à. Hắn ta được nhà họ Ngụy sắp xếp cho phụ trách lắp hoàng triều cũng đủ chứng minh hắn ta rất giỏi đánh đấm. Cái tát này của hắn ta làm mặt Tần Đại Dũng hẳn rõ dấu bàn tay, khóe miệng rỉ máu. Đám nhân viên và công nhân xung quanh sợ hết hồn, không ai dám ho he gì. Long Tam đảo mắt nhìn quanh, lạnh lùng cất lời, hôm nay, nếu Triệu Hoa không xuất hiện thì các người đừng hòng bước chân ra khỏi đây. Đúng lúc này, hơn 10 chiếc xe container xếp thành hàng dừng trước cửa nhà kho. Tần Đại Dũng thấy vậy càng nôn nóng hơn. Hôm nay ông ta đến nhà kho là bởi vì có một đợt cốt thép cần chuyển đi. Mười mấy chiếc xe này tới đây để chở hàng. Chi phí vận chuyển lần này tốn không ít tiền, nếu chậm trễ thì công ty vật liệu xây dựng Long Hà phải gánh chịu mọi tổn thất. Chi phí vận chuyển không quan trọng, tổn thất lớn nhất là vi phạm hợp đồng. Nếu không chở thép đến đích trong thời gian giao hẹn trên hợp đồng thì công ty vật liệu xây dựng Long Hà phải bồi thường một khoản tiền cực lớn. Sếp Tần, ông mau nghĩ cách đi. Nếu còn chậm trễ thì không thể giao hàng đúng hẹn được đâu. Đến lúc đó, chúng ta phải trả khoản bồi thường khổng lồ đấy. Trợ lý của Tần Đại Dũng sốt sắng lên tiếng. Các ông có cần chuyển hàng nữa không? Nếu còn chậm trễ thì chúng tôi phải đi thôi. Đến lúc đó... vẫn phải tính phí vận chuyển cho các ông đó. Lúc này, người phụ trách xe container cũng thúc giục, vẻ mặt bất mãn. Giám đốc Vương, ông đừng vội.
chờ chúng tôi bàn bạc xong sẽ cho chở hàng ngay. Trợ lý vội vàng bước lên dỗ dành đối phương. Dựa theo quy định trong hợp đồng, nếu trong nửa tiếng nữa các người vẫn không thể chất hàng lên xe thì chúng tôi có quyền rời khỏi đây. Hơn nữa công ty các ông phải chịu phí vận chuyển, người phụ trách xe container hờ hững cất lời. Giám đốc Phương yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ chuyển hàng lên xe trong nửa tiếng, trợ lý cuống quýt nói. Sắc mặt Tần Đại Dũng hết sức khó coi. Từ lúc ông ta vào công ty vật liệu xây dựng Long Hà đến nay chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Không ngờ công ty lại bị người ta chặn cửa nhà kho, họ muốn chuyển hàng lên xe cũng không được. Nhìn Long Tam thì có vẻ như nếu không gọi Triệu Hoa đến, hắn ta sẽ không chịu tránh đường. Ông anh à, ông xem thế này có được không nhé? Trước hết chúng tôi liên lạc với Triệu Hoa, bảo ông ta mau chóng đến đây. Ông cứ cho người tránh đường để chúng tôi chuyển hàng trước đã. Tần Đại Dũng nén giận, bước lên thương lượng, còn cố nở nụ cười. Cút đi. Long Tam đạp bay Tần Đại Dũng, cười khinh thường, thứ ngu xuẩn, tưởng mình quan trọng lắm à? Hôm nay bố mày không nhận ai hết, chỉ nhận Triệu Hoa. Nếu ông ta không đến, tôi quyết không đi. Tần Đại Dũng lăn lông lốc trên đất vài vòng mới dừng lại, áo vest mới tinh dính đầy bụi đất. Có việc gì thì cứ nói chuyện đàng hoàng, sao các ông còn đánh người? Mặc dù trợ lý sợ Long Tam, nhưng thấy Tần Địa Dũng hết ăn tát lại bị đạp, anh ta cũng nổi giận. Đờ mờ, dám ăn nói với anh Long kiểu đó à, chán sống rồi. Long Tam còn chưa lên tiếng, một tên đô con bên cạnh hắn ta đã xông về phía trợ lý. Cho mày làm nhảm này, chống mắt lên mà xem ông đây đánh chết mày. Gã đô con đạp trợ lý ngã lăn mà vẫn chưa chịu dừng lại, còn đạp liên tiếp. Khắp người trợ lý dính đầy bụi đất, mặt mũi bầm dập. Các người đủ rồi đấy. Tần Đại Dũng xông lên đẩy gã đô con đang đánh trợ lý ra, giận dữ quát, nếu các người còn tiếp tục gây sự thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Báo đi, bố mày muốn xem cảnh sát nhận được báo án từ ông có dám xía vào chuyện của Long Tam này không? Long Tam cực kỳ vênh váo. Tần Đại Dũng run lên vì giận, nhưng ông ta biết Long Tam đã dám đến đây thì ắt có tự tin để vênh váo. Sếp Tần à, hay là gọi điện thoại cho Triệu Hoa, bảo ông ta đến đây một chuyến. Trợ lý lau máu mũi, sau đó nhìn Tần Đại Dũng góp ý. Tần Đại Dũng hít sâu. Cố bình tĩnh lại rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Hoa. Ai thế? Giọng nói bực bội của Triệu Hoa vang lên. Là tôi, Tần Đại Dũng. Tần Đại Dũng trầm giọng nói. Ôi chao, không ngờ là sếp Tần. Ông là người quan trọng bên cạnh chủ tịch, sao tự dưng lại gọi điện cho tôi thế? Triệu Hoa châm chọc. Triệu Hoa, có người tìm ông. Đối phương đang ở nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà, phiền ông qua đây một chuyến. Tần Đại Dũng đáp lời, ánh mắt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nếu không vì vội vận chuyển hàng hóa thì Tần Đại Dũng sẽ không ăn nói khép nép với Triệu Hoa thế này. Sếp Tần, có phải ông nhầm rồi không? Tôi bị ông đuổi việc rồi, vậy mà ông còn gọi tôi đến nhà kho của công ty, ông giỡn mặt tôi hả? Triệu Hoa liên tục cười khẩy, vui như mở cờ trong bụng. Đương nhiên là ông ta biết rõ chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Nếu bây giờ ông qua đây giải quyết vấn đề thì tôi sẽ xin chủ tịch cho ông quay lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà, Tần Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi gằn lên. Sếp Tần, muốn tôi đến công ty giải quyết rắc rối cũng được thôi, nhưng nói qua điện thoại không có thành ý. Nếu ông chân thành thì đích thân đến đón tôi đi. Triệu Hoa trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng. Tuy mục tiêu của ông ta là vị trí tổng giám đốc, nhưng nếu như tạm thời được khôi phục vị trí phó tổng giám đốc cũng coi như là chuyện tốt. Nhà ông ở đâu, giờ tôi sẽ đến đón ông ngay. Tần Đại Dũng cắn răng nói. Khu biệt thự Vườn Hồng, đến nơi thì gọi tôi nhé. Triệu Hoa nói xong, dứt khoát cúp điện thoại. Bây giờ tôi đi đón Triệu Hoa đây. Sau khi cúp điện thoại, Tần Đại Dũng dặn dò trợ lý, ở đây giao cho cậu theo dõi, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì hãy báo cho tôi ngay. Sau đó, Tần Đại Dũng rời nhà kho đi đến khu Vườn Hồng. Trên đường. Ông ta lái xe với vận tốc tối đa. Container chỉ chờ mình nửa tiếng, nghĩa là mình phải nghĩ cách gặp được Triệu Hoa trong vòng nửa tiếng. Ngoài ra còn phải thuyết phục ông ta gọi điện cho Long Tam, yêu cầu Long Tam tránh đường cho công nhân chuyển hàng trước. Tần Đại Dũng vừa lái xe rời đi thì Dương Thanh lái xe đến nhà kho. Vừa xuống xe anh đã trông thấy hơn 20 gã đô con đang chặn ở cửa nhà kho. Mà phía trước đám người này còn đặt một chiếc ghế mây.
một người đàn ông trung niên đang nổi trên đó. Đã xảy ra chuyện gì thế? Dương Thanh đi tới, lạnh lùng hỏi. Trợ lý của Tần Đại Dũng thấy Dương Thanh đến thì mừng như nhặt được vàng, lập tức bước đến nói, chủ tịch, đám người này cản trở công ty xuất hàng. Còn 20 phút nữa, nếu không chuyển hàng thì container chúng ta thuê sẽ đi hết. Sếp Tần đâu rồi? Dương Thanh nhíu mày hỏi. Tên kia nói là muốn nói chuyện với Triệu Hoa. Sếp Tần mới gọi điện cho Triệu Hoa nhưng ông ta bắt sếp Tần đích thân đi đón mình, trợ lý vội báo cáo. Dương Thanh nghe xong đã có kết luận, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Một lũ ô hợp nhãi nhép mà cũng dám gây sự trên địa bàn của tôi, đúng là không biết sống chết. Đột nhiên Dương Thanh nhìn vào Long Tam, hờ hững cất lời. Tôi đồng ý với ông. Cảm nhận được khí thế trên người Dương Thanh phát ra, Long Tam đứng cách đó không xa đột nhiên có một dự cảm xấu. Hắn ta cười lạnh, thằng oát con, muốn kiêu căng cũng cần phải có bản lĩnh đã. Chỉ riêng một câu mà cậu vừa nói với tôi cũng đủ để tôi giết chết cậu rồi. Chủ tịch, anh phải cẩn thận đấy. Người kia tên là Long Tam, là người quản lý Club Hoàng Triều. Có người nói nhà họ Ngụy đứng phía sau hắn ta. Vừa rồi chính hắn ta đã tát sếp Tần, còn đạp sếp Tần một phát. Người này là trợ lý của Tần Đại Dũng, tên Ngô Vũ. Vừa nghe anh ta nói Tần Đại Dũng bị đánh, ánh mắt Dương Thanh trở nên lạnh lẽo. Cậu cũng bị Long Tam đánh à? Dương Thanh nhìn cả người Ngô Vũ đầy bụi bặm, hỏi. Ngô Vũ lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía một gã đô con bên cạnh Long Tam, đột nhiên chỉ tay, là hắn. Cho mày 10 giây để lăn qua xin lỗi, bằng không sẽ phải chịu hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Mặt Dương Thanh không đổi sắc nhìn về phía gã đô con bên cạnh Long Tam và nói. Nghe anh nói ra những lời này, Ngô Vũ bị dọa cho suýt xón đái. Anh ta chỉ nói cho Dương Thanh biết ai đã đánh anh ta, chưa từng nghĩ tới việc bắt đối phương xin lỗi. Dù sao đối phương còn đánh cả Tần Đại Dũng, anh ta chỉ là một trợ lý nhỏ, sao bọn họ có thể xin lỗi anh ta được? Chủ tịch, anh đừng kích động, họ đều không phải là người tốt, chúng ta không đối phó được đâu, Ngô Vũ khẽ nói. Đám người Long Tam cũng kinh ngạc, dường như không ngờ trong tình huống như vậy, Dương Thanh còn dám bảo người của bọn họ xin lỗi. Ha ha! Rất nhanh, trong đám người phát ra tiếng cười ngông cuồng. Gã đô con đã đánh Ngô Vũ càng kiêu căng hơn, thằng nhóc này là thằng hề mua vui hả? Bảo tao qua xin lỗi cơ đấy. Ha ha, tôi cười chết mất. Dương Thanh chỉ giơ tay nhìn đồng hồ, 10 giây đã qua. Anh vừa dứt lời thì chân đột nhiên di chuyển. Anh lập tức hóa thành một bóng mờ, lao về phía gã đô con kia. Bấy giờ, Long Tam đứng phát dậy. Đồng tử của hắn ta đột nhiên co lại như nhìn thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Bốp! Khi hắn ta vừa đứng lên, gã đô con đang cười sằng sặc bên cạnh hắn ta đã bị Dương Thanh đấm một phát bay ra ngoài. Gã kia nặng hơn 90 cân bị đánh cho bay xa mười mấy mét, rơi mạnh xuống đất, lúc này đã ngất đi. Con mẹ nó! Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta không phải là người à? Trong giây lát, rất nhiều người kinh ngạc kêu lên và lộ vẻ khó tin. Long Tam làm việc cho nhà họ Ngụy, cũng đã từng gặp rất nhiều cao thủ nhưng đã bao giờ gặp loại cao thủ cấp bậc như vậy đâu. Chỉ trong nháy mắt, đối phương đang ở cách xa mấy chục mét đã lao tới bên cạnh mình, một đấm đánh bay một người anh em của mình. Nếu vừa rồi, người Dương Thanh đánh là hắn ta có thể cản được không? Này, cậu muốn làm gì? Thấy Dương Thanh đột nhiên nhìn về phía mình, Long Tam run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán. Bịch, bịch, bịch. Nhịp bước chân của Dương Thanh giống như thần chết, mỗi bước đều như đang đòi mạng khiến Long Tam vô cùng hoảng sợ. Dương Thanh chỉ đi ba bước đã tới trước mặt hắn ta, lạnh lùng nhìn hắn ta hỏi, vừa rồi, tay nào đánh sếp Tần, chân nào đạp sếp Tần. Hoặc ông tự đánh mình tàn phế, hoặc tôi đích thân ra tay. Chẳng qua để tôi ra tay, sẽ không đơn giản chỉ là một tay, một chân đâu. Con mẹ nó. Hổ không ra oai thì mày tưởng ông đây là mèo bệnh à? Cho dù Long Tam hoảng sợ, nhưng nghe Dương Thanh muốn hắn ta tự đánh mình tàn phế, hắn ta vẫn không nén được cơn giận nói, lên cho tao, giết chết nó. Hắn vừa dứt lời, hơn 20 anh em do hắn dẫn tới đã đồng loạt xông về phía Dương Thanh. Dương Thanh bình tĩnh, xem ra ông tính để tôi tự mình ra tay. Nếu vậy, cứ đánh gãy hai tay, hai chân của ông rồi nói sau. Người của Long Tam còn chưa xông đến, Dương Thanh đã chộp lấy cánh tay của Long Tam.
ông đây là người nhà họ Ngụy, cậu không thể động đến tôi. Cảm nhận được đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, Long Tam sợ hãi, lập tức hét lên. Rắc! A! À. Tiếng xương gãy giòn tan và cả tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam gần như cùng lúc vang lên. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Ngay sau đó, lại liên tục có ba tiếng xương gãy vang lên, hai chân và một cánh tay khác của Long Tam cũng bị Dương Thanh đánh gãy. Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng trong cả nhà kho, ai nấy đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc này, hai mươi mấy gã đồ con vừa được Long Tam ra lệnh phải giết chết Dương Thanh đã dừng lại cách anh mấy chục mét, không ai dám xông lên nữa. Sau khi nhìn thấy được thực lực và thủ đoạn của Dương Thanh, còn ai dám ra tay với anh chứ? Long Tam chỉ tát Tần Đại Dũng một cái, đạp một phát, Dương Thanh lại đánh gãy hai tay, hai chân của hắn ta. Người này hoàn toàn là ác ma. Ngoài tiếng kêu rên đau đớn của Long Tam, trong cả nhà kho không còn có tiếng động nào khác. Ai nấy đều hoảng sợ nhìn Dương Thanh, sắp xếp người chuyển hàng. Đúng lúc này, Dương Thanh đột nhiên nhìn Ngô Vũ nói. Bây giờ Ngô Vũ mới hoàn hồn, vội vàng gật đầu và chạy đi sắp xếp người chuyển hàng. Còn Dương Thanh thì gọi một cuộc điện thoại. Cậu Thanh, cậu định trả lại Spa Hoàng Hà cho tôi sao? Điện thoại vừa được kết nối, Ngụy Sâm đã vội vàng hỏi. Spa Hoàng Hà đã rơi vào trong tay Dương Thanh một thời gian, nhưng anh mãi vẫn không chịu trả lại. Tới hôm nay, ông ta còn chưa dám nói chuyện này cho gia tộc biết. Dương Thanh lạnh lùng nói, Long Tam là người của ông. Anh nhớ rõ, lần trước Ngụy Sâm định lấy Club Hoàng Triều để đổi lại Spa Hoàng Hà. Ngụy Sâm cảm nhận được giọng điệu của Dương Thanh không tốt, vội vàng nói, đúng là người của tôi. Không phải tên khốn kiếp này đắc tội cậu Thanh chứ. Trong vòng 20 phút, ông tới nhà kho đường Duyên Hà ở ngoại ô phía đông nhận người. Dương Thanh vừa dứt lời đã cúp máy. Bên kia điện thoại, Ngụy Sâm vô cùng tức giận, Long Tam, mẹ mày. Ông ta vốn đang buồn phiền vì chuyện Spa Hoàng Hà, không ngờ Long Tam còn đi trêu chọc Dương Thanh. Đối với ông ta, điều này quả thật chính là họa vô đơn chí. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới ngoại ô phía đông. Ở phía khác, Tần Đại Dũng đã lái xe đến biệt thự Vườn Hồng nhưng bị bảo vệ chặn lại ở cổng. Ông ta không có giấy phép ra vào nên không được vào trong. Tần Đại Dũng chỉ có thể gọi điện thoại cho Triệu Hoa. Nhưng ông ta gọi mấy lần, Triệu Hoa đều không nghe máy. Điều này làm ông ta vừa sốt ruột lại vừa tức giận. Qua khoảng 10 phút, ông ta gọi khoảng hơn trăm cuộc điện thoại, cuối cùng Triệu Hoa mới chịu nghe máy. Sếp Tần, tôi không nhận điện thoại của ông thì chắc chắn là đang bận. Dù gì ông cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, sao lại không hiểu chứ? Triệu Hoa rất bất mãn nói. Triệu Hoa, tôi đã ở cổng Vườn Hồng, ông mau ra đây. Tần Đại Dũng không có thời gian tính toán với ông ta. Chờ tôi ăn cơm xong rồi nói sau. Triệu Hoa nói xong đã cúp máy. Nghe trong điện thoại truyền ra tiếng báo máy bận, Tần Đại Dũng tức giận đấm mạnh vào vô lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, khốn kiếp. Ông ta chờ thêm nửa giờ, Triệu Hoa mới chậm rãi đi ra. Triệu Hoa, ông mau gọi điện thoại cho Long Tam, bảo người của ông ta tránh ra, để nhà kho còn xuất hàng. Thấy Triệu Hoa, Tần Đại Dũng vội bước tới dục. Sếp Tần, ông cầu xin người ta cũng phải có thái độ của kẻ đi cầu xin chứ. Ông thế này, tôi không có cách nào giúp ông được đâu. Triệu Hoa cười lạnh nói. Tần Đại Dũng hít sâu một hơi, Triệu Hoa, ông đại nhân không chấp tiểu nhân, tôi cầu xin ông gọi điện thoại cho Long Tam trước, những chuyện khác chờ đến nhà kho lại nói sau. Ông thấy như vậy có được không? Ha ha! Triệu Hoa cười đắc ý, nể tình sếp Tần thành khẩn như vậy, tôi cũng không phải không thể giúp ông. Ông còn muốn thế nào nữa? Tần Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi. Tôi muốn vị trí tổng giám đốc, chỉ cần ông có thể nghĩ cách thuyết phục chủ tịch cho tôi đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà, tôi sẽ bằng lòng đứng ra. Đương nhiên, ông có thể làm phó tổng giám đốc, cuối cùng Triệu Hoa cũng nói ra mục đích của mình. Đến giờ phút này, Tần Đại Dũng mới hiểu được mục đích của Triệu Hoa là vị trí tổng giám đốc. Ông ta không ngốc, chẳng mấy chốc đã hiểu ra lý do vì sao Long Tam dẫn người xuất hiện ngăn cản công ty xuất hàng, còn kiên trì muốn nói chuyện với Triệu Hoa. Rất có khả năng, tất cả những điều này đều do Triệu Hoa làm ra. Được, tôi hứa với ông. Tần Đại Dũng nghiến răng nói. Cực kỳ kiêu căng. Thấy Tần Đại Dũng nhận lời,
Triệu Hoa đắc ý. Ông ta đi tới chỗ ngồi phía sau, nói với vẻ trêu tức, Phó Tổng Giám Đốc Tần, có phải bây giờ ông nên mở cửa xe cho tôi không? Trong lòng Tần Đại Dũng uất ức nhưng vẫn phải làm theo lời Triệu Hoa nói. Rõ ràng ông ta là Tổng Giám Đốc nhưng Triệu Hoa lại chẳng khác nào cấp trên của ông ta. Bây giờ, ông có thể gọi điện thoại cho Long Tam, bảo ông ta tránh đường, cho người chuyển hàng trước được không? Tần Đại Dũng chờ Triệu Hoa lên xe, rồi mới ngồi vào ghế lái, vừa lái xe vừa nói. Tạm thời không phải vội, chờ đến nhà kho sẽ nói sau. Triệu Hoa cười nhạt nói. Triệu Hoa, ông giỡn mặt tôi à? Tần Đại Dũng đột nhiên đạp phanh, trên mặt đầy vẻ tức giận. Sở dĩ ông ta đồng ý với yêu cầu vô lý của Triệu Hoa là để cho bên nhà kho có thể giao hàng bình thường. Nhưng bây giờ Triệu Hoa lại nói chờ đến nhà kho sẽ nói sau. Mẹ kiếp! Do phanh gấp, Triệu Hoa đụng đầu vào hàng ghế ngồi phía trước. Ông ta khẽ xoa trán bị đập đỏ, tức giận nói, Tần Đại Dũng, mẹ nó tốt nhất ông nên nhận thức cho rõ ràng, bây giờ ông đang cầu xin tôi làm việc, tất cả đều do tôi quyết định. Nếu ông còn dây dưa nữa, ông đây sẽ xuống xe ngay bây giờ. Phù! Tần Đại Dũng hít một hơi thật sâu và cố gắng kìm chế cơn giận của mình, không nói lời nào, nổ máy rời đi. Trong mắt Triệu Hoa ánh lên sự sắc bén, ông ta lấy điện thoại di động ra, soạn tin nhắn, mọi chuyện đã được giải quyết, mấy người lập tức qua nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Sau khi soạn tin nhắn xong, Triệu Hoa gửi cho 5 quản lý cao cấp đã bị đuổi việc cùng lúc với mình. Mấy quản lý cao cấp nhận được tin nhắn của Triệu Hoa đều mừng rỡ, ai nấy kích động nói, cho dù mất 500.000 nhưng còn có thể trở lại công ty vật liệu xây dựng Long Hà cũng xem như đáng giá. Yên tâm đi, Triệu Hoa đã hứa, chờ ông ta làm tổng giám đốc lại nghĩ cách lấy lại số tiền này. Không sai, lần này sếp Triệu đã không làm cho chúng ta phải thất vọng. Sau này, cho dù trời sập xuống, tôi cũng phải tiếp tục đi theo sếp Triệu. Mới sáng sớm, mấy quản lý cao cấp đã tập trung một chỗ, chờ đợi tin tức của Triệu Hoa. Lúc này nhận được tin nhắn của Triệu Hoa, bọn họ đã được thở phào nhẹ nhõm, Triệu Hoa còn chưa lên chức. Bọn họ đã gọi thành sếp Triệu. Cùng lúc đó, ở nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Long Tam đã bị đánh gãy hai tay, hai chân, đang nằm ở bên cạnh. Mà lúc này, hơn 20 anh em do hắn dẫn tới đều đồng loạt quỳ xuống. Dương Thanh thể hiện ra thực lực khiến họ không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ phán quyết cuối cùng của Dương Thanh. Còn Dương Thanh vừa chờ Ngụy Sâm đến, vừa nhìn vật liệu xuất kho. Các loại máy móc cỡ lớn đều hoạt động, còn có rất nhiều công nhân cũng đang phối hợp với nhau chuyển hàng. Người trong cả nhà kho đều đang bận rộn, duy nhất chỉ có hơn 20 người đàn ông vạm vỡ quỳ dưới đất là có vẻ không hợp với những điều này. Ngụy Sâm vừa tới, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta tức tới mức suýt nữa chửi ầm lên. Ông ta vốn là một người vô cùng bình tĩnh, nhưng từ sau khi trở mặt với Dương Thanh lại chẳng khác nào đổi tính, trở nên nóng nảy hơn. Sếp Ngụy. Sao ông tới đây? Lúc Long Tam nhìn thấy Ngụy Sâm, bị dọa cho suýt nữa xón đái. Hắn ta chỉ là người quản lý Club Hoàng Triều, lại giấu nhà họ Ngụy nhận mối riêng, quan trọng là còn bị người trong dòng chính của nhà họ Ngụy phát hiện. Ngụy Sâm nhìn Long Tam nằm trên mặt đất giống như chó chết thì bực mình, bước tới đá mạnh mấy phát vào người Long Tam. Long Tam đau đến mức kêu ầm lên, sếp Ngụy, đừng đá nữa. Tôi biết sai rồi. Mẹ mày! Mày cũng dám lén nhận mối riêng sau lưng ông đây, mày chán sống rồi à? Ngụy Sâm thở hồng hộc nói, rốt cuộc sao mày lại trêu chọc vào tên sát thần kia thế? Tới lúc này, Long Tam mới biết Dương Thanh gọi Ngụy Sâm tới. Hắn không dám che giấu, vội vàng kể ra chuyện Triệu Hoa tìm hắn nhờ chặn cổng nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Vì 5 triệu ít ỏi này mà mày dám gây sự với tên sát thần kia à? Đừng nói mày bị đánh cho tàn phế. Cho dù mày có bị đánh chết cũng là đáng đời. Ngụy Sâm không nén được cơn giận, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, nhưng dù sao Long Tam cũng là người của ông ta. Nếu đã đắc tội Dương Thanh, ông ta chỉ có thể nghĩ cách làm cho Dương Thanh thỏa mãn. Cậu Thanh, tôi tới rồi. Ngụy Sâm đi tới bên cạnh Dương Thanh, dè dặt nói. Thật ra khi ông ta vừa tới, Dương Thanh đã biết, cũng rõ chuyện ông ta ra tay với Long Tam nhưng không quan tâm mà thôi. Dương Thanh liếc nhìn ông ta với vẻ trêu tức, chó của ông làm chuyện gì, hẳn ông phải rõ hơn tôi chứ.
Ngụy Sâm lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu, cậu Thanh, lần này là lỗi của tôi đã không trông chó của mình cẩn thận, để nó xúc phạm cậu, tôi xin nhận lỗi. Cậu xem phải làm thế nào mới bằng lòng thả bọn họ đi. Dương Thanh thản nhiên nói, đợi lát nữa sẽ tính sổ sau. Ông tạm thời tránh qua một bên đã. Trong lòng Ngụy Sâm tức giận nhưng đã từng được lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Dương Thanh nên ông ta chỉ có thể nhịn, đứng sang một bên. Khi Ngô Vũ trợ lý của Tần Đại Dũng nhìn thấy thái độ của Dương Thanh đối xử với Ngụy Sâm, anh ta thấy kinh hồn bạt vía. Ngụy Sâm chính là người trong dòng chính của nhà họ Ngụy, có người nói ông ta rất có khả năng sẽ kế thừa vị trí chủ gia tộc của nhà họ Ngụy. Nhưng bây giờ ông ta lại bị Dương Thanh quát mắng như một thằng tôm tép chẳng ai biết tới. Ngô Vũ liếc nhìn Dương Thanh, trong lòng càng kính nể chủ tịch này hơn. Đúng lúc này, có mấy người xuất hiện ở cửa kho hàng. Đó chính là 5 tên quản lý cao cấp mới bị sa thải ngày hôm qua. Trông mấy người đều hăng hái, nghênh ngang đi vào nhà kho. Sao các người tới đây? Ngô Vũ vội vàng bước lên, hỏi mấy người. Là sếp Triệu thông báo cho chúng tôi qua. Không phải sếp Triệu nói chủ tịch đã đổi ý, muốn bổ nhiệm ông ấy làm tổng giám đốc công ty sao? Đúng rồi, ông ấy còn bảo chúng tôi quay về công ty. Mấy quản lý cao cấp vội vàng nói. Có phần không ý thức được bầu không khí có gì không đúng. Ngô Vũ hừ lạnh, công ty vật liệu xây dựng Long Hà chỉ có sếp Tần, không có sếp Triệu chó má nào đó. Đờ mờ, mẹ nó, cậu chỉ là một trợ lý nhỏ mà cũng dám nói chuyện với chúng tôi như vậy à? Có tin ông đây lập tức đuổi việc cậu không? Quản lý cao cấp từng đảm nhiệm vị trí giám đốc phòng nhân sự trước đó phách lối nói. Nếu không có Dương Thanh, có lẽ Ngô Vũ sẽ bị đối phương dọa. Nhưng bây giờ trong lòng anh ta biết rất rõ, đám người Triệu Hoa không có hy vọng quay lại công ty. Được lắm, tôi chờ các người đuổi việc tôi đấy, Ngô Vũ cười lạnh nói. Ông Cao, thằng nhóc này đúng là quá kiêu ngạo, chắc nó còn không biết chuyện sếp Triệu sắp trở về. Đúng vậy, chắc chắn là nó không biết, nếu không đã không dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Ông Cao, trước đây ông là giám đốc phòng nhân sự. Lần này ông quay về, chắc vẫn làm chức vụ này. Bây giờ ông hãy thông báo cho công ty sa thải thằng nhóc này trước. Được, tôi thông báo với công ty đây. Mấy người không hề để mắt tới Ngô Vũ, giống như bọn họ đã trở về công ty vậy. Ông Cao thậm chí bắt đầu gọi điện thoại, bố trí người sa thải Ngô Vũ. Ngô Vũ không hề chớp mắt, nhìn bọn họ như đang xem xiếc khỉ. Mẹ kiếp, cậu nói gì? Lời ông đây không có tác dụng à? Được lắm, cậu cứ chờ đấy, lát nữa ông đây quay về công ty. Người đầu tiên ông đây sa thải là cậu. Chẳng mấy chốc, ông Cao kia đã gào lên với cái điện thoại. Ông Cao, xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người khác đều hỏi. Ông Cao buồn bực, mẹ kiếp, mới không tới công ty có một ngày, đám khốn kia đã cho rằng ông đây không thể quay về nữa. Xem tôi về sẽ trừng trị bọn chúng thế nào. Đúng lúc này, một chiếc Volkswagen Bora Secondhand khiêm tốn chậm rãi đỗ ở cửa kho. Tần Đại Dũng và Triệu Hoa một trước một sau bước xuống xe. Sếp Triệu, cuối cùng ông cũng tới rồi. Sếp Triệu, ông còn chưa thấy đâu, mới một ngày không tới công ty mà đã có vài người không coi ông ra gì rồi. Đúng vậy, vừa rồi ông Cao gọi điện thoại cho phòng nhân sự của công ty, kết quả còn bị mắng. Chúng còn nói sếp Triệu là cái thá gì, chúng không quen. Đáng giận nhất là tên trợ lý nhỏ của Tần Đại Dũng kia cũng khinh thường ông, nói cậu ta không biết ông là ai. Công ty chỉ có một sếp Triệu. Thấy Triệu Hoa đến, mấy quản lý cao cấp bị đuổi việc này vội vàng bước tới, thêm mắm thêm muối nói. Triệu Hoa cười lạnh, yên tâm đi, chờ tôi trở lại công ty sẽ dọn sạch đám sâu mọt không thiếu một tên nào. Tần Đại Dũng đứng bên cạnh giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn. Mẹ nó, người của anh Long đâu? Tôi còn chưa tới, ai cho bọn họ xuất hàng chứ? Triệu Hoa xoay người nhìn lại, phát hiện có mấy chiếc xe kéo đỗ ở cửa nhà kho đã được chất đầy hàng và đang lái đi, ông ta vô cùng hoảng hốt. Tần Đại Dũng vốn đang nghi ngờ Triệu Hoa tìm đám người Long Tam tới đây. Lúc này Triệu Hoa cuống lên mà buột miệng nói ra, cuối cùng Tần Đại Dũng đã xác định được. Triệu Hoa, hóa ra là tất cả những điều này đều là do ông gây ra. Tần Đại Dũng tức giận nói. Nếu ông biết, vậy tôi cũng không giấu ông làm gì. Không sai, là tôi gọi anh Long tới. Lúc này Triệu Hoa mới phát hiện ra mình nói lỡ miệng,
nhưng không hề sợ hãi, cho dù chủ tịch có tới cũng phải bổ nhiệm tôi làm tổng giám đốc, bằng không anh Long cứ 3 ngày 2 lượt tới gây sự, tôi xem công ty còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ông lợi hại như vậy, mẹ ông có biết không? Triệu Hoa vừa nói xong, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ép người nhường chức. Vừa rồi Triệu Hoa còn hùng hổ ra vẻ ta đây. Sau khi ông ta nghe được những lời này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Năm quản lý cao cấp cùng phe với Triệu Hoa cũng căng thẳng nhìn về phía người mới nói. Đó là Dương Thanh, sau lưng anh còn có một người trung niên, chỉ là đám người Triệu Hoa không nhận ra người này. Chủ tịch, sao cậu lại tới đây? Tần Đại Dũng đờ đẫn trong giây lát, kinh ngạc hỏi. Dương Thanh cười nhạt, nếu tôi không đến, e rằng ông đã bị tiếm quyền rồi. Tần Đại Dũng cay đắng nói, lần xuất hàng này vô cùng quan trọng. Nếu tôi không làm như vậy, công ty sẽ phải bồi thường một khoản rất lớn. Dương Thanh không dây dưa về chuyện này, chợt nhìn sang Triệu Hoa với ánh mắt sắc bén. Cho dù mấy người này rất kiêu căng nhưng hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Lúc này ai nấy đều căng thẳng. Chủ tịch, cậu tới thật đúng lúc, tôi có một số việc muốn nói rõ với cậu. Triệu Hoa giả vờ bình tĩnh nói. Ông nói đi. Dương Thanh cười lạnh nói. Chủ tịch, có điều cậu không biết, Long Tam là người quản lý Club Hoàng Triều vừa dẫn người tới chặn nhà kho, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc xuất hàng của công ty. Triệu Hoa hắng giọng, vẻ mặt phách lối nói, nếu vừa rồi cậu đã nghe được, vậy tôi cũng không lừa gạt cậu nữa. Long Tam là anh em tốt của tôi, anh ấy đến chút giận cho tôi. Nếu cậu không giao cái chức làm tổng giám đốc cho tôi thì sau này anh ấy sẽ còn dẫn người đến gây rối. Đúng rồi, chắc chủ tịch còn chưa biết lai lịch của Long Tam nhỉ. Club Hoàng Triều là sản nghiệp của nhà họ Ngụy. Long Tam có thể được phái tới làm quản lý chỗ đó đã đủ chứng minh nhà họ Ngụy coi trọng anh ấy cỡ nào. Bởi vì tôi bị sa thải nên anh ấy rất bất mãn, cứ nhất quyết đòi lấy lại công bằng cho tôi, cho nên mới dẫn người đến đây. Cho dù là tôi cũng không ngăn cản được đâu. Rốt cuộc nên làm sao, tự cậu xem mà lo liệu. Triệu Hoa cực kỳ kiêu căng, không ý thức được mình trêu chọc phải người nào. Ngụy Sâm đứng sau Dương Thanh, giận tím mặt. Nếu không phải Dương Thanh ngăn cản, ông ta đã ra tay với Triệu Hoa rồi. Triệu Hoa, ông thật bỉ ổi vô sỉ. Không ngờ ông dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để ép chủ tịch, Tần Đại Dũng tức giận. Xem ra ông có chỗ dựa nên không hề sợ hãi. Dương Thanh đột nhiên cảm thấy buồn cười, còn nói thêm, nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông một cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ ông xin lỗi sếp Tần rồi rời đi, tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bảo tôi xin lỗi à? Cậu đang nằm mơ sao? Triệu Hoa cười nhạo, chủ tịch, nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng không ngại nói rõ ràng cho cậu biết. Ngày nào tôi chưa được lên làm tổng giám đốc, Long Tam sẽ dẫn người tới chặn nhà kho ngày đó. Cậu chịu nổi thì tôi theo tới cùng. Nếu đã vậy, không còn gì để nói nữa. Dương Thanh cười nhạt, nói với Ngụy Sâm phía sau, sếp Ngụy, bây giờ có thể dẫn chó của ông tới được rồi. Được. Ngụy Sâm biết Dương Thanh muốn làm gì, chỉ có thể làm theo lời căn dặn của anh. Mấy người thì sao, mấy người vẫn quyết định đứng cùng phe với Triệu Hoa à? Dương Thanh chợt nhìn về phía 5 người đi cùng Triệu Hoa. Mấy người nhìn nhau, sau đó ánh mắt mỗi người đều kiên định. Cậu xem chúng tôi là người thế nào chứ? Nếu chúng tôi đã đi theo sếp Triệu, vậy chắc chắn sẽ cùng tiến cùng lui với ông ấy. Không sai, hôm nay cậu phải để sếp Triệu quay về công ty. Bằng không công ty vật liệu xây dựng Long Hà cứ chờ ngày đóng cửa đi. Thái độ của mấy người vô cùng kiên định, như muốn nói cậu không cho chúng tôi quay về công ty, chúng tôi sẽ đi theo Triệu Hoa gây chuyện mỗi ngày. Dương Thanh buồn cười nhìn những người này, lắc đầu, đúng thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đúng lúc này, Ngụy Sâm đi qua, còn có hơn 20 người đi theo phía sau ông ta. Trong đó có một người được 2 người khiêng tới. Đám người Triệu Hoa hoảng loạn khi thấy Ngụy Sâm đột nhiên dẫn theo nhiều người tới như vậy. Các người muốn làm gì? Triệu Hoa theo bản năng lùi lại mấy bước, sợ hãi hỏi. Thế nào, ông không nhận ra cả người mình đã tới nhờ vả à? Dương Thanh vừa cười vừa nói với vẻ mặt chế giễu. Anh vừa dứt lời, hơn 20 người đồng loạt quỳ trước mặt anh, Long Tam cũng bị ném ở bên cạnh. Bởi vì 2 tay, 2 chân bị gãy, không được chữa trị nên mặt gã trắng bệch. Chẳng còn sắc máu. Anh Long. Cuối cùng Triệu Hoa đã nhìn thấy Long Tam,
lập tức kinh ngạc kêu lên. Nghe giọng ông ta, Long Tam vốn đang yếu ớt lại lập tức có tinh thần. Gã trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Hoa và tức giận nói, khốn kiếp, đều tại tên khốn kiếp nhà ông, không ngờ ông lại hãm hại bố mày. Nếu không phải tại ông, sao bố mày có thể bị đánh gãy cả hai tay, hai chân? Chờ bố mày khỏe lại, chắc chắn sẽ giết chết ông. Anh Long, rốt cuộc anh làm sao vậy? Triệu Hoa nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Long Tam thì bị dọa suýt đái ra quần. Lúc này Tần Đại Dũng cũng trợn tròn mắt. Lúc trước, ông ta đi đón Triệu Hoa nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người này vừa nãy tới gây sự, không ngờ bây giờ đều quỳ dưới chân Dương Thanh, thậm chí ngay cả Long Tam cũng bị đánh gãy hai tay, hai chân. Nhìn Dương Thanh bên cạnh bình tĩnh tự nhiên, Tần Đại Dũng mới nhận ra Dương Thanh không đơn giản. Bây giờ ông còn chỗ dựa nào nữa không? Dương Thanh nhìn Triệu Hoa hỏi với vẻ trêu tức, lúc này Triệu Hoa làm gì còn kiêu căng như trước, cả người đều run rẩy. Không chỉ ông ta, cả năm người khác đi cùng với ông ta cũng ý thức được tình hình không ổn, trong lòng ai nấy đều hối hận. Bịch, năm người kia nhìn nhau, rất ăn ý vội vàng quỳ xuống dưới chân Dương Thanh. Chủ tịch, tất cả đều do Triệu Hoa bày ra, không liên quan gì đến chúng tôi. Ông ta ép mỗi người chúng tôi phải đưa cho ông ta 500.000. Nói góp đủ 3 triệu sẽ đi tìm Long Tam. Mấy người nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc cầu xin, nếu chúng tôi không đưa tiền, ông ta sẽ làm cho chúng tôi không thể tìm được việc làm ở Giang Hải, chúng tôi đều bị ép buộc thôi. Cái gì, ông đòi 3 triệu, lại chỉ đưa cho bố mày có 1 triệu. Long Tam nghe thấy mấy người nói vậy, suýt nữa thì phát điên, tức giận gào lên với Triệu Hoa. Lúc này, Triệu Hoa cũng hoảng sợ. Long Tam đã bị đánh gãy hai tay, hai chân, mà năm người đứng chung một phe với ông ta đều lựa chọn vứt bỏ ông ta. Mẹ nó, mày còn dám nhắc đến tiền, xem tao có giết chết mày không? Ngụy Sâm tức giận, xông lên đấm đá Long Tam một trận. Sau khi đánh đủ rồi, ông ta mới đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Thanh, chuyện này nên xử lý thế nào, cậu cứ nói. Cho dù có lấy mạng của hắn. Nhà họ Ngụy tôi cũng sẽ tự mình xử lý. Cho đến lúc này, đám người Triệu Hoa mới ý thức được người trung niên này chính là người nhà họ Ngụy, mặt bọn họ càng tái hơn. Cả người Triệu Hoa mềm nhũn, chẳng còn có sức lực, ông ta ngồi phịch xuống đất. Ngay cả người nhà họ Ngụy cũng cung kính với Dương Thanh như thế, ông ta lại dám ép người nhường chức, bảo Dương Thanh phải giao vị trí tổng giám đốc lại cho ông ta, đúng là nực cười. Dương Thanh hờ hững liếc nhìn Ngụy Sâm. Chỉ là mạng một con chó thôi, tôi không quan tâm. Vậy cậu Thanh muốn làm gì? Ngụy Sâm đột nhiên có dự cảm xấu. Tế vong hồn. Thấy Ngụy Sâm lo lắng, Dương Thanh chợt nói, nếu tôi nhớ không lầm, trong tay nhà họ Ngụy có một công ty bất động sản lớn. Ngụy Sâm thầm hoảng sợ. Ông ta hiểu ý của Dương Thanh, anh để mắt tới chuyện buôn bán bất động sản của nhà họ Ngụy. Tập đoàn Vân Thăng, đó là doanh nghiệp bất động sản của nhà họ Ngụy. Ngụy Sâm thành thật nói, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ xem mình nên từ chối yêu cầu mà Dương Thanh sắp đưa ra thế nào. Nếu tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp bất động sản, công ty vật liệu xây dựng Long Hà lại kinh doanh vật liệu xây dựng, hay xếp Ngụy cân nhắc về chuyện hợp tác với công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Dương Thanh híp mắt nhìn Ngụy Sâm. Quả nhiên là thế, Ngụy Sâm thầm nghĩ không tốt, nói ra lý do thoái thác mà mình đã sớm nghĩ xong, cậu Thanh, thật xin lỗi. Tôi không có cách nào giúp cậu trong chuyện này được. Dương Thanh sớm đoán được Ngụy Sâm sẽ từ chối. Dù sao công ty vật liệu xây dựng Long Hà chỉ là một công ty nhỏ. Trước đây nhà họ Dương muốn mở thị trường ở Giang Hải mới thu mua một công ty nhỏ, còn chưa kịp phát triển. Mà tập đoàn Vân Thăng là doanh nghiệp chủ chốt của nhà họ Ngụy. Đừng nói là Giang Hải, cho dù là cả Chiêu Châu, nó cũng có thể xếp vào top đầu. Hai doanh nghiệp này khác nhau một trời một vực. Không có khả năng hợp tác. Cậu Thanh, không dối gì cậu, con cháu dòng chính của nhà họ Ngụy không được can thiệp vào chuyện kinh doanh do người khác chịu trách nhiệm quản lý. Bất động sản không thuộc quản lý của tôi, Ngụy Sâm thành thật nói, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Điều này nằm ngoài dự liệu của Dương Thanh, nếu đúng là vậy, Ngụy Sâm quả thật không tiện can thiệp vào chuyện hợp tác. Vậy sếp Ngụy chịu trách nhiệm về mảng nào, Dương Thanh hỏi. Tôi chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh giải trí, Ngụy Sâm nói. Nhà họ Ngụy có hai mảng kinh doanh chính, một là giải trí, hai là bất động sản.
Ngụy Sâm có thể chịu trách nhiệm kinh doanh về mảng giải trí trong cả gia tộc, đủ để chứng minh ông ta có địa vị cao trong nhà họ Ngụy. Dương Thanh cân nhắc một lát mới, nói, nếu đã vậy, tôi không ép ông nữa, ông đi đi. Ngụy Sâm sửng sốt, thấy Dương Thanh không tức giận, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vốn tưởng Dương Thanh sẽ đòi nhiều hơn. Cảm ơn cậu Thanh, cậu yên tâm, ít nhất người của tôi chắc chắn sẽ không xảy ra xung đột với cậu nữa. Ngụy Sâm vội vàng bảo đảm. Mấy người Triệu Hoa nhìn thấy Ngụy Sâm cung kính với Dương Thanh như thế, bọn họ đã sớm bị dọa cho ngu người. Dương Thanh đột nhiên nhìn sang bọn họ, sau lưng mấy người lập tức đổ mồ hôi lạnh, từ nay về sau, Giang Hải không còn chỗ cho các người dung thân nữa. Nếu để tôi nhìn thấy các người sẽ không may mắn như hôm nay đâu. Cút, Dương Thanh đột nhiên quát lớn. Chủ tịch, mọi thứ của chúng tôi đều ở Giang Hải. Cầu xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội cuối cùng, chúng tôi không dám nữa đâu. Nghe Dương Thanh nói muốn bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, mấy người đều vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầu xin và liên tục dập đầu xuống đất. Đúng như bọn họ nói, Giang Hải là quê hương của bọn họ, người thân hay bạn bè đều ở đây. Nếu đuổi bọn họ vĩnh viễn rời khỏi Giang Hải, sao bọn họ có thể chịu được? Nếu ai còn dám nói thêm một từ, vậy hãy vĩnh viễn ở lại đây. Dương Thanh chợt lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Đối với loại tiểu nhân ỷ thế hiếp người, gió chiều nào xoay chiều đó như vậy, Dương Thanh chẳng buồn chấp. Nhưng có một số việc sai chính là sai, phải chịu sự trừng phạt tương ứng. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong giọng nói của Dương Thanh, mấy người không khỏi run rẩy, không dám nói thêm một câu nào, chỉ có thể rời đi. Cậu Thanh, vậy tôi cũng đi nhé. Ngụy Sâm dè dặt hỏi. Khi ở cùng với Dương Thanh, ông ta luôn có cảm giác gần vua như gần cọp. Chuyện tôi giao cho ông thế nào rồi? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Từ sau khi Spa Hoàng Hà được chuyển vào tay Dương Thanh, không có ai chuyển gái đẹp vào nữa. Điều này khiến Dương Thanh phải nghi ngờ, có phải nhà họ Ngụy đã chọn lại địa điểm giao dịch khác hay không? Dương Thanh đột nhiên hỏi về chuyện này khiến Ngụy Sâm không khỏi run rẩy, vội vàng lắc đầu, chúng tôi không thể liên lạc được với bọn họ từ lâu rồi. Ngụy Sâm, có phải ông nghĩ tôi dễ lừa không? Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Ngụy Sâm lại có thể cảm giác được anh đang tức giận. Trong lòng Ngụy Sâm có chút hoảng loạn, nhưng vẫn kiên trì nói, cậu Thanh, tôi không lừa gạt cậu đâu. Dù sao Spa Hoàng Hà vẫn ở trong tay cậu, nếu có thể liên lạc được với bọn họ, tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết. Dương Thanh không nói gì, hai mắt đột nhiên nhìn thẳng vào Ngụy Sâm. Ngụy Sâm vốn đã chột dạ. Hai mắt Dương Thanh sắc bén như dao làm ông ta có cảm giác như bị nhìn thấu, trong lòng sốt ruột bất an. Tôi hỏi ông một lần nữa, có liên lạc được với những người đó không? Dương Thanh đột nhiên hỏi lại. Vẫn là dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong mắt như có hai con dao nhọn đang chĩa thẳng vào Ngụy Sâm. Không có thật, Ngụy Sâm kiên trì. Được, ông đi đi. Dương Thanh thản nhiên nói, cũng không làm khó ông ta. Ngụy Sâm vội vàng dẫn theo đám người Triệu Hoa rời đi. Trong nhà kho chỉ còn lại người của công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Tần Đại Dũng nhìn Dương Thanh, trong lòng vô cùng xúc động. Ông ta nhớ lại trước đây mình khinh thường Dương Thanh, thậm chí còn nói những lời độc ác với anh, ông ta thật sự hối hận. Ngay cả dòng chính của nhà họ Ngụy ở trước mặt cậu ấy còn phải dè dặt như vậy, mình lại có tư cách gì khinh thường cậu ấy chứ? Ngô Vũ trợ lý của Tần Đại Dũng sùng bái nhìn Dương Thanh. Cậu thanh niên này còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, không chỉ là chủ tịch công ty vật liệu xây dựng Long Hà, còn có thể khiến Ngụy Sâm đứng trước mặt phải ăn nói khép nép như vậy. Sếp Tần, nếu bên này đã hoạt động bình thường thì tôi đi trước đây. Dương Thanh đột nhiên nói. Được, chủ tịch bận thì đi đi, Tần Đại Dũng vội vàng nói. Mãi đến khi Dương Thanh lái xe rời đi, Ngô Vũ mới kích động nhìn Tần Đại Dũng hỏi, sếp Tần, rốt cuộc chủ tịch là ai vậy? Không ngờ ngay cả nhà họ Ngụy cũng không sợ, đúng là quá lợi hại. Tần Đại Dũng thản nhiên nhìn Ngô Vũ, chủ tịch không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư của cậu ấy đâu, cậu tốt nhất đừng hỏi linh tinh, bằng không mất việc là chuyện nhỏ, mất mạng thì không hay đâu. Ngô Vũ vừa nghe vậy đã run rẩy, lau mồ hôi lạnh trên trán và cười gượng, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý thăm dò đâu. Một phía khác, Dương Thanh đã lái xe rời đi. Trên đường, anh gọi một cuộc điện thoại, theo dõi Ngụy Sâm cho tôi, xem gần đây ông ta tiếp xúc với những ai. Vâng.
ở nhà họ Trang, một trong bốn gia tộc lớn Giang Hải. Trang viên rộng lớn răng đầy lụa trắng, bầu không khí tang thương bao trùm. Thi thể của Trang Tất Phàm được đặt ở linh đường trong trang viên. Trong một biệt thự sang trọng, dòng chính nhà họ Trang đều đang ngồi quanh một bàn họp cỡ lớn. Chủ nhà họ Trang Trang Kiến Thiết lạnh lùng ngồi ở vị trí đầu bàn. Thưa bố, con đã điều tra rõ ràng về cái chết của Tất Phàm. Đúng là do người thanh niên tên Dương Thanh kia làm. Một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết nghe vậy thì lập tức nổi giận, cả người rét lạnh. Nếu đã vậy, ngày mai, bố sẽ lấy máu của cậu ta để tế vong hồn của Tất Phàm. Trang Kiến Thiết nói với vẻ mặt dữ tợn. Ai nấy đều cảm nhận được Trang Kiến Thiết lúc này đang muốn giết người. Cả căn phòng đều im phăng phắc, chỉ nghe có tiếng hít thở. Cao thủ đột kích. Thưa bố, sợ rằng rất khó giết được cậu ta. Người trung niên báo cáo trước đó chợt nói. Con nói vậy là có ý gì? Trang Kiến Thiết nhíu mày. Người trung niên tên là Trang Thánh, là con trai nhỏ nhất của Trang Kiến Thiết, cũng là người con trai lão ta tín nhiệm nhất, có thể xác định được tương lai Trang Thánh sẽ kế thừa vị trí chủ nhà. Trang Thánh lấy ra một cái USB, dặn dò người giúp việc bên cạnh, phát video trong USB. Rất nhanh, một đoạn video được phát trên màn hình rất lớn. Cậu Dương, người đã được thả đi rồi. Cậu xem có thể thả cậu Xuyên ra không? Thật ra tôi không muốn trở mặt với nhà họ Mạnh nhưng các người cứ muốn trêu chọc tôi, hôm nay coi như cho các người một bài học. Nếu các người còn tái phạm lần nữa thì sẽ không kết thúc dễ như vậy đâu. Rất nhanh, trong video xuất hiện hình ảnh từ sảnh đấu giá ở tầng cao nhất của Club Long Đằng. Chính là cảnh Dương Thanh dùng một tay nhấc bổng Mạnh Xuyên lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong phòng khách đều chấn động. Bởi vì cháu đích tôn nhà họ Mạnh đã suýt bị Dương Thanh giết chết. Dương Thanh nói xong, quay người rời đi. Nhưng khi anh đi tới cửa phòng đấu giá thì chợt dừng lại, tiện tay cầm một cây bút lên. Mà lúc này, Trang Tất Phàm vẫn còn sống. Nhưng một giây tiếp theo, cảnh tượng khiến mọi người kinh sợ đã xảy ra. Họ thấy Dương Thanh vung tay lên, chiếc bút lập tức bay ra khỏi tay anh. Một giây sau, Trang Tất Phàm ngã xuống đất. À, ai cũng hoảng sợ. Cho dù hình ảnh xem không rõ lắm, nhưng bọn họ thật sự nhìn thấy Dương Thanh dùng tay không phóng chiếc bút ra, sau đó Trang Tất Phàm chết ngay tại chỗ. Mà sự thật chứng minh Trang Tất Phàm thật sự chết vì chiếc bút đó. Cả phòng khách đều im phăng phắc, ai nấy đều cảm giác được sự mạnh mẽ của Dương Thanh. Một lát sau, chờ mọi người bình tĩnh lại, Trang Thánh mới nói, người thanh niên này cũng không đơn giản đâu. Con đã cố ý điều tra cậu ta. Cậu ta vốn là con riêng trong gia tộc Vũ Văn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô. Mười mấy năm trước, cậu ta và mẹ cậu ta bị đuổi ra khỏi gia tộc. 5 năm trước, mẹ cậu ta bị bệnh chết, cậu ta xảy ra quan hệ với cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Tần. Sau đó, cậu ta nhập ngũ và rời đi, biến mất tròn 5 năm. Vào 3 tháng trước, cậu ta mới đột nhiên xuất hiện. Con chỉ có thể điều tra được như vậy, còn trong 5 năm qua... Cậu ta rốt cuộc đi bộ đội mấy năm, lại làm những chuyện gì thì đều không rõ. Nghe Trang Thánh nói xong, mọi người mới từ trong khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần. Vẻ mặt Trang Kiến Thiết nghiêm trọng, lão ta là chủ nhà họ Trang, tất nhiên hiểu rõ một cao thủ có thực lực cao siêu đáng sợ tới mức nào. Dương Thanh đứng cách xa hơn 20 mét dùng bút giết chết Trang Tất Phàm, đủ để chứng minh thực lực của anh không tầm thường. Trang Thánh, bố không quan tâm con bỏ ra cái giá thế nào. Trong hôm nay con phải nghĩ cách mang đầu của cậu ta về cho bố. Trang Kiến Thiết chợt nói. Cho dù đã biết thực lực của Dương Thanh không tầm thường, nhưng lão ta không cho phép cháu của mình bị giết chết một cách không rõ ràng như vậy. Vâng, bố. Trang Thánh trầm giọng đáp. Ở nhà họ Trang, lời Trang Kiến Thiết nói chính là thánh chỉ. Trang Thánh không có cách nào từ chối. Nhưng cũng may Trang Kiến Thiết đã nói, phải làm được bất kể trả giá đắt thế nào. Nếu vậy, ông ta chỉ có thể dùng tiền mời cao thủ siêu cấp tới. Thưa bố, con cho rằng có thể nhờ nhà họ Mạnh giúp trong chuyện này. Dù sao Tất Phàm cũng chết trong buổi bán đấu giá do bọn họ tổ chức. Lúc này, đột nhiên có người đứng dậy nói. Trang Kiến Thiết khẽ nhíu mày, nhìn về phía người nói chuyện, con có ý kiến gì, cứ nói ra. Mạnh Xuyên và Hồng Phúc là người nhà họ Mạnh đã tận mắt nhìn thấy Tất Phàm bị giết, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm được. Người thanh niên tên Dương Thanh này có thực lực không tầm thường,
cũng chỉ có cao thủ trong gia tộc quyền thế nhất ở tỉnh Lỵ mới có thể giết chết được cậu ta. Người kia tức giận nói tiếp, bọn con điều tra được, sở dĩ Tất Phàm kết thù kết oán với Dương Thanh là do Mạnh Xuyên giật dây. Nhà họ Mạnh dựa vào đâu bắt nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với tất cả những điều này. Nghe vậy, rất nhiều người đều tán thành. Dù sao thủ đoạn của Dương Thanh đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ chỉ có thể dùng từ mạnh mẽ để hình dung. Cho dù nhà họ Trang có thể thuê cao thủ cũng sẽ tốn một số tiền rất lớn. Nhưng nếu nhà họ Mạnh bằng lòng ra tay, bọn họ không chỉ có thể tiết kiệm một khoản tiền, còn có thể trả thù cho Trang Tất Phàm. Thưa, con cũng cho rằng không thể để một mình nhà họ Trang chúng ta phải đối mặt với chuyện này được. Nhà họ Mạnh ít nhất nên phái ra cao thủ đối phó với thằng nhóc kia. Đúng, nhà họ Mạnh phải đứng ra. Nhất thời, dòng chính nhà họ Mạnh đều phụ họa. Nếu tất cả mọi người hy vọng nhà họ Mạnh đứng ra, vậy chuyện này vẫn do con chịu trách nhiệm liên hệ với nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết im lặng một lúc mới nhìn về phía Trang Thánh nói, nếu bọn họ có thể phái người ra là tốt nhất. Nếu không muốn, con cũng đừng ép quá. Dù sao nhà họ Mạnh muốn thì vẫn có thể dễ dàng phá hủy nhà họ Trang. Vâng, bố. Trang Thánh đáp. Cuộc họp gia tộc họ Trang nhanh chóng kết thúc, Trang Thánh rời khỏi Giang Hải, chạy tới nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Dương Thanh không biết nhà họ Trang đã có ý định giết anh. Đương nhiên, cho dù anh biết cũng chẳng để ý. Với thực lực của anh, đừng nói là cao thủ hàng đầu tỉnh Lỵ, cho dù cả Chiêu Châu cũng chẳng có ai làm gì được anh. Đường đường là chiến thần bất bại, đó không chỉ là một danh hiệu mà còn có địa vị và thực lực. Năm rưỡi chiều, Dương Thanh đến mầm non Lam Thiên đón Tiêu Tiêu, sau đó tới tập đoàn Tam Hòa đón Tần Thanh Tâm, một nhà ba người quay về nhà ở dinh thự Vân Phong. Dương Thanh cảm giác thời gian hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là khi đưa đón vợ và con gái. Bởi vì chỉ có vào lúc này, anh mới có thể có cảm giác của nhà. Giống như mọi khi, Tiêu Tiêu díu ra díu dít nói chuyện không ngừng trên đường đi, đều là những chuyện thú vị ở trường mầm non, chọc cho Dương Thanh và Tần Thanh Tâm thỉnh thoảng lại bật cười. 20 phút sau, ở dinh thự Vân Phong. Vừa bước vào biệt thự, Dương Thanh lập tức trầm mặt xuống. Biệt thự có người. Anh vừa vào cửa đã cảm giác được một luồng sát khí rất mạnh. Cao thủ chiến đấu trên chiến trường lâu ngày như anh rất nhạy cảm với sát khí. Hơn nữa ở Giang Hải, anh chưa bao giờ gặp được cao thủ nào có khí thế mạnh như vậy. Rõ ràng đối phương tới để lấy mạng anh. Tâm, em đưa Tiêu Tiêu lên xe trước. Anh sẽ đưa em và con ra ngoài ăn tiệc lớn. Dương Thanh chợt nói. Tần Thanh Tâm không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ nghi ngờ nhìn về phía Dương Thanh, đang yên đang lành, sao anh đột nhiên muốn ra ngoài ăn cơm vậy? Em cứ nghe anh là được rồi. Dương Thanh nói với vẻ cương quyết, không cho phép làm trái. Tần Thanh Tâm nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn dắt Tiêu Tiêu lên xe. Chờ vợ và con gái đều rời đi, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần lạnh đi. Đột nhiên, người anh hóa thành một bóng mờ, lập tức xông về phía cửa phòng ngủ kia. Rầm! Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa kia lập tức bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một bóng người lao về phía Dương Thanh. Đối phương không ngờ Dương Thanh đã phát hiện ra mình. Khoảnh khắc Dương Thanh đấm vào cửa, hắn không hề do dự, trong tay cầm một con dao găm sắc bén đâm mạnh tới vị trí trái tim của Dương Thanh. Lão Hồng nhà họ Mạnh. Khi con dao găm kia sắp đâm vào tim Dương Thanh, thậm chí đầu mũi dao đã chạm vào quần áo anh. Tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Dương Thanh còn nhanh hơn, nắm đấm kia xuyên thủng cánh cửa, đập mạnh vào ngực của người kia. Ầm! Một tiếng động lớn vang lên, theo tiếng xương vỡ, cơ thể của người kia bay thẳng ra ngoài. Dương Thanh lắc người, lập tức tới bên cạnh người kia. Đối phương còn chưa nói được lời nào, Dương Thanh đã giẫm một chân lên trên cổ hắn, con ngươi của người kia co lại, đầy khủng hoảng. Hắn thật sự không hiểu nổi, rõ ràng mình không gây ra bất kỳ tiếng động nào, vẫn luôn ẩn nấp ở sau cửa phòng ngủ, sao Dương Thanh có thể phát hiện ra mình được. Lúc này Dương Thanh mới nhìn kỹ gương mặt người kia, đó là một người đàn ông hơn 30 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Từ việc hắn ra đòn tàn nhẫn đã đủ để chứng minh bản lĩnh của hắn không tầm thường. Không chỉ vậy, chắc chắn hắn đã từng giết rất nhiều người. Chỉ có loại người này mới ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy. Nếu vừa rồi Dương Thanh không cảm nhận được sát khí trên người hắn, có lẽ anh đã bị đối phương tổn thương rồi. Nói, là ai phái mày tới?
Dương Thanh lạnh lùng hỏi, trong giọng nói chứa sát ý mãnh liệt. Chân anh hơi dùng sức, người kia lập tức cảm giác cổ mình như bị sức nặng nghìn cân đè xuống. Dương Thanh mà muốn là có thể đạp gãy cổ hắn, sợ hãi trước cái chết làm sắc mặt người đàn ông nằm trên mặt đất tái nhợt. Là nhà họ Mạnh phái tôi tới. Người đàn ông nghiến răng nói, do bị Dương Thanh đạp trên cổ, giọng hắn rất trầm. Hai mắt Dương Thanh hơi híp lại, vẫn là nhà họ Mạnh, xem ra mình quá nhân từ với nhà họ Mạnh, mới để cho bọn họ 5 lần 7 lượt tới khiêu khích mình. Tao là người nhà họ Mạnh, tốt nhất mày nên thả tao về, bằng không nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày. Dù sao ở nhà họ Mạnh còn có cao thủ mạnh hơn tao, còn có, người kia thấy ánh mắt Dương Thanh thay đổi, còn tưởng anh sợ nên uy hiếp. Rắc, nhưng hắn còn chưa nói xong, cái chân giẫm trên cổ hắn đột nhiên dùng sức, một tiếng xương gãy vang lên, tên đó chết không nhắm mắt. Đây là lần cuối cùng, nếu nhà họ Mạnh còn dám khiêu khích, vậy chỉ có thể xóa sổ. Dương Thanh làm xong tất cả chuyện này lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh nói. Anh lấy di động và gọi một cuộc điện thoại, trong phòng ngủ của tôi có một thi thể. Hãy ném nó tới cửa nhà họ Trang, thuận tiện đổi cửa phòng ngủ khác cho tôi. 2 giờ sau, tôi sẽ về nhà. Vâng. Đối phương đáp. Từ lúc Dương Thanh vào cửa đến bây giờ mới chỉ 2 phút. Y còn có chút việc bận phải làm, con bé bảo chúng ta đi trước, chờ con bé làm xong sẽ qua sau. Dương Thanh vừa lên xe, Tần Thanh Tâm đã nói với anh. Được. Dương Thanh gật đầu và khởi động xe rời đi. Nhà họ Trang ở Giang Hải. Trong một biệt thự, một ông già tóc bạc mặc bộ sườn xám nam ngồi trước bàn gỗ cao cấp. Mà bên cạnh là Trang Thánh, người xuất sắc nhất trong đời thứ hai nhà họ Trang. Lão Hồng, may nhờ có ông, nếu không chắc chắn tôi sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ bố tôi giao cho. Tôi lấy trà thay rượu, mời ông một ly. Trang Thánh rót 2 ly trà, đưa cho lão ta 1 ly, còn mình cầm 1 ly lên, vẻ mặt cung kính nói. Lão Hồng cười cởi mở, đây là chuyện nên làm thôi. Cậu không cần khách sáo. Lão Hồng nói xong, nâng chén trà lên uống một hớp nhỏ. Lão Hồng, ông cũng xem qua video kia rồi. Thằng nhóc kia có thể dùng một chiếc bút giết người cách xa mấy chục mét. Theo ông, với bản lĩnh của cậu ta thì có thể chống đỡ được bao lâu dưới tay anh Triệu? Trang Thánh đột nhiên hỏi. Cho dù Lão Hồng luôn nói chắc chắn nhưng Trang Thánh vẫn không yên tâm, nhưng lại không dám thể hiện ra trước mặt lão ta. Lão Hồng cười khinh thường, tài vật thôi. Lão ta nói vừa dứt lời, tay đã cầm cái thìa sắt trên bàn trà lên và vung lên, một tia sáng lạnh xuất hiện. Xoảng! Một tiếng động lớn vang lên, trên cửa chống trộm của biệt thự lập tức xuất hiện một lỗ thủng có ánh sáng xuyên qua. Trang Thánh đột nhiên trợn trừng 2 mắt, đây là lần đầu tiên ông ta tận mắt nhìn thấy cao thủ có thực lực mạnh như vậy. Từ chỗ của bọn họ tới cửa chống trộm xa khoảng 15 mét. Thìa sắt từ trong tay Lão Hồng giống như viên đạn, xuyên qua cửa chống trộm trong nháy mắt. Cửa chống trộm trong biệt thự nhà họ Trang đều làm bằng hợp kim đặc biệt nguyên lại bị một chiếc thìa sắt bình thường xuyên thủng, quả thật quá kỳ diệu. Đồ đệ của tôi cũng có thể làm được như vậy. Vẻ mặt Lão Hồng đắc ý, mặc dù không trả lời Trang Thánh nhưng lão ta đã dùng hành động thực tế nói cho ông ta biết đồ đệ của mình lợi hại tới mức nào. Lúc này Trang Thánh mới lấy lại tinh thần và lau mồ hôi lạnh trên trán. Vội vàng nói, Lão Hồng, là tôi quá lo lắng rồi. Từng giây từng phút trôi qua, đã 2 giờ kể từ lúc đồ đệ của Lão Hồng rời đi nhưng vẫn chưa thấy quay về. Ngay đến Lão Hồng cũng có cảm giác không ổn. Lão Hồng, sao anh Triệu còn chưa về? Hay là gọi điện thoại cho anh ấy? Trang Thánh dè dặt hỏi. Lão Hồng khẽ nhíu mày, tỏ ra không vui, sao thế? Mới 2 giờ mà cậu đã không chờ được à? Không, tôi không có ý này. Chỉ là sắp tới giờ cơm tối, để tôi sai người chuẩn bị cơm nước cho ông. Trang Thánh vô cùng hoảng sợ, vội vàng giải thích. Lão Hồng hừ một tiếng, cậu cứ sai người chuẩn bị trước đi. Vâng. Trang Thánh vội vàng rời khỏi biệt thự. Chờ Trang Thánh đi rồi, Lão Hồng mới gọi điện thoại cho đệ tử của mình. Nhưng lão ta gọi liên tục mấy cuộc đều không có ai nghe máy. Lão Hồng, không xong rồi. Đúng lúc này, Trang Thánh mới đi đã xông vào. Mặt mày hoảng sợ. Đã xảy ra chuyện gì mà cậu cuống cả lên thế? Lão Hồng tức giận nói. Anh Triệu, về rồi. Ánh mắt Trang Thánh vẫn tràn ngập hoảng sợ. Lão Hồng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra,
cười lạnh, chẳng phải nó về là rất bình thường sao? Lẽ nào nó đi giết người giúp nhà họ Trang cậu xong, còn phải ở lại bên ngoài à? Bảo nó tới gặp tôi. Anh Triệu, anh ấy đã chết rồi. Trang Thánh nuốt nước bọt và lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp nói. Cái gì? Lão Hồng đứng phắt dậy, vô cùng chấn động. Lão ta biết rất rõ đệ tử của mình có thực lực thế nào. Mà người được phái đi giết Dương Thanh còn là một đồ đệ đắc ý nhất của lão ta, đã hoàn toàn thừa kế được võ đạo của lão ta. Nhưng bây giờ, Trang Thánh nói cho lão ta biết là người đã chết rồi. Chết, ai chết, cậu nói rõ cho tôi nghe xem nào. Lão Hồng lắc người đã lập tức tới trước mặt Trang Thánh, chộp lấy cổ họng của ông ta và dùng một cánh tay nâng ông ta lên. Mặt Trang Thánh trắng bệch, vô cùng hoảng sợ. Ông ta bị bóp cổ, hít thở còn không được thì sao có thể nói chuyện được chứ? Bịch một tiếng, Trang Thánh bị Lão Hồng ném sang một bên. Lão Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu cậu dám lừa tôi dù chỉ một từ, tôi sẽ giết chết cậu. Chẳng mấy chốc, Lão Hồng thấy được một thi thể. Đó chính là đệ tử đắc ý nhất của lão ta với phần ngực nát bét. Đầu của hắn nghiêng qua một bên, cổ bị gãy, rõ ràng đây mới là một đòn chí mạng. Hai mắt hắn vẫn còn mở thật to, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tất cả những điều này cho thấy sự đau đớn và khiếp sợ mà hắn phải chịu trước khi chết. Thế giới hai người. Toàn thân Lão Hồng tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Quỳnh! Lão Hồng đấm mạnh vào thân cây đại thụ. Thân cây khổng lồ hai người ôm mới xuể rung lắc dữ dội, lá rụng lả tả. Khi lão ta thu tay về, trên thân cây bị lõm vào một lỗ lớn. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ ngây người. Đấm một cái khiến thân cây lõm vào, đây là điều người bình thường có thể làm được sao? Không cần biết là ai, dám giết đệ tử của tôi đều phải nhận lấy cái chết. Hồng Thiên Nhai ngửa mặt lên trời, hai mắt đỏ bừng, ngập tràn lửa giận. Đám người nhà họ Trang đều run rẩy sợ hãi. Dù sao đệ tử của Hồng Thiên Nhai gặp chuyện không may cũng là vì đi trả thù cho Trang Tất Phàm. Bọn họ sợ Hồng Thiên Nhai sẽ tính nợ lên đầu mình. Lão Hồng cần gì xin cứ nói, nhà họ Trang chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Trang Kiến Thiết vội vàng chạy tới nói. Tôi cần tất cả thông tin về Dương Thanh. Trong vòng nửa tiếng các người phải đưa cho tôi. Dứt lời, lão ta ôm xác đệ tử đi về phía biệt thự của mình. Đám người nhà họ Trang không dám thở mạnh, lặng lẽ nhìn Hồng Thiên Nhai rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Trang Kiến Thiết hơi lo lắng Hồng Thiên Nhai sẽ trả thù gia tộc của mình nhưng đồng thời cũng mừng thầm trong lòng. Đệ tử của Hồng Thiên Nhai bị giết hại, chắc chắn lão ta sẽ tự mình ra tay trả thù. Đến lúc đó Dương Thanh chỉ còn đường chết. Cùng lúc đó, ba người nhà Dương Thanh và Tần Y đang ở trong nhà hàng Bắc Phiên Xuân. Trong phòng ăn VIP vang lên tiếng nói cười vui vẻ. Cả chị và anh rể đều suốt ngày vùi đầu vào công việc, chắc là lâu rồi chưa được hưởng thụ thế giới riêng của hai người đúng không? Sau bữa cơm, mọi người rời khỏi nhà hàng. Tần Y ngẩng đầu nhìn quảng trường Vạn Đạt đã bật đèn đường sáng trưng, đột nhiên cười hỏi. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm giật mình sửng sốt, Tần Thanh Tâm lập tức đỏ bừng mặt. Đúng như lời Tần Y nói, từ sau khi Dương Thanh trở về, hai người bọn họ chưa từng đi dạo phố với nhau. Ngày thường phải đi làm. Đến cuối tuần lại phải ở cùng Tiêu Tiêu. Chuyện giữa hai người vốn xảy ra bất ngờ, vậy nên có thể nói họ chưa từng hẹn hò riêng với nhau. Tiêu Tiêu, dì dẫn cháu đi xem phim nhé. Tần Y chợt híp mắt hỏi Tiêu Tiêu. Được à, cháu muốn xem Đại Ngư Hải Đường. Nghe thấy Tần Y nhắc tới xem phim, Tiêu Tiêu hớn hở reo mừng. Thế dì dẫn cháu đi xem phim để bố mẹ ở ngoài chơi được không? Tần Y cứ như một ông chú xấu xa dụ dỗ trẻ nhỏ. Tiêu Tiêu bỗng nhiên do dự, mếu máo nhìn Tần Thanh Tâm và Dương Thanh hỏi, bố mẹ không đi xem phim với con à? Hai người họ chưa kịp mở miệng, Tần Y đã nhanh miệng nói, dì chỉ mua hai vé thôi, bọn họ không vào được. Nhưng cháu muốn xem phim với bố mẹ cơ, Tiêu Tiêu ấm ức nói. Thế dì hỏi cháu có muốn có thêm em trai không hả? Tần Y lại hỏi. Muốn ạ, Tiêu Tiêu đáp ngay tắp lự. Cháu cứ quấn bố mẹ như vậy. Bố mẹ không sinh em trai cho cháu được đâu, Tần Y nói. Được rồi, cháu sẽ đi xem phim với dì, Tiêu Tiêu tỏ vẻ miễn cưỡng. Chốt nhé. Tần Y giơ tay ra dấu ok với Dương Thanh, híp mắt cười, anh rể, em giao chị em cho anh đấy. Dứt lời, cô ta dắt Tiêu Tiêu đi thẳng vào rạp chiếu phim Vạn Đạt.
Tần Thanh Tâm đã đỏ mặt tới tận mang tai. Mặc dù cô cũng rất muốn được ở riêng với Dương Thanh nhưng Tần Y lại trêu chọc cô sinh em bé. Đi nào, chúng ta cùng đi dạo quanh Vạn Đạt. Dương Thanh mỉm cười, chủ động nắm tay Tần Thanh Tâm. Bàn tay của cô rất mềm mại, chỉ hơi lạnh một chút. Nhưng sau khi được Dương Thanh nắm lấy, cô nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp. Cô cũng không giãy giụa, để mặc Dương Thanh nắm tay mình. Thấy Tần Thanh Tâm không phản kháng, Dương Thanh chợt cảm thấy kích động lạ thường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng nắm tay nhưng lại là lần đầu tiên Dương Thanh chủ động nắm tay cô. Bây giờ là 7 rưỡi tối, chưa tới giờ quảng trường Vạn Đạt đóng cửa nên nơi đây rất đông người đi lại. Người đi đường đều hâm mộ nhìn theo Dương Thanh. Tần Thanh Tâm là người đẹp nổi danh nhất Giang Hải, không có người đàn ông nào không thích phụ nữ xinh đẹp như cô. Khi đi qua một cửa hàng Versace, Tần Thanh Tâm đột nhiên dừng bước. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác to dài màu đen trên người con mannequin được bày trong tủ kính. Bây giờ đã vào đầu thu, chuẩn bị phải mặc quần áo giữ ấm rồi. Dáng người của Dương Thanh rất đẹp, cao khoảng 1m85. Anh mặc chiếc áo kia vào chắc sẽ rất đẹp trai. Tần Thanh Tâm thầm nghĩ. Dương Thanh, chúng ta vào xem chút đi. Tần Thanh Tâm kéo Dương Thanh đi vào cửa hàng. Ơ này, cậu là Tần Thanh Tâm đúng không? Hai người vừa bước vào đã nghe thấy có người hô lên. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Người đàn ông mặc một bộ đồ hiệu trên người, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ. Cô gái trang điểm rất đậm, cổ tay đeo một túi sách của LV, trên ngón giữa của bàn tay trái là một chiếc nhẫn kim cương rất to. Theo tập tục ở Chiêu Châu, đeo nhẫn ở ngón giữa tay trái có nghĩa là đã đính hôn. Nhưng khi trông thấy cô gái này, Tần Thanh Tâm không có chút cảm xúc nào. Chỉ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ. Cô gái kia rất xinh đẹp, nhưng đứng cạnh Tần Thanh Tâm vẫn thua xa cô một trời một vực. Từ lúc trông thấy Tần Thanh Tâm, ánh mắt chồng chưa cưới của cô ta vẫn luôn dán chặt lên người cô. Chào Phùng Giai, lâu rồi không gặp. Mặc dù rất không thích nhưng Tần Thanh Tâm vẫn lịch sự chào hỏi, dù sao hai người cũng là bạn thời đại học. Thanh Tâm à, sao cậu rời khỏi nhóm chat thế? Tính ra chúng mình đã không gặp nhau 5 năm rồi nhỉ? Mình nghe nói hình như cậu đã gả cho cái người xâm hại cậu. Sao lúc kết hôn không mời bạn bè tới dự thế? Miệng Phùng Giai cứ như súng liên thanh bắn không ngừng nghỉ, không cho Tần Thanh Tâm cơ hội nói chen vào. Sắc mặt Tần Thanh Tâm hơi mất tự nhiên, lạnh nhạt nào, hôm khác nói chuyện sau, tôi còn có việc. Đây là ai thế? Tài xế của cậu hả Thanh Tâm? Tần Thanh Tâm đã nói mình có việc nhưng Phùng Giai vẫn vờ như không nghe thấy. Rõ ràng Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đang nắm tay nhau, cô ta lại cố ý nói anh là tài xế của cô. Anh ấy là chồng tôi. Tần Thanh Tâm khó chịu đáp. Thì ra là thằng khốn xâm hại cậu 5 năm trước. Sao anh ta lại ăn mặc như vậy? Mình còn tưởng là tài xế cơ đấy. Mà không phải, chắc chắn không phải tài xế. Mình nghe nói nhà họ Tần sắp phá sản rồi, cậu làm gì có tiền thuê tài xế nhỉ? Nhưng mà trông hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy. Phùng Giai tỏ vẻ kinh ngạc rồi kéo tay người đàn ông bên cạnh khoe khoang, giới thiệu với cậu đây là chồng chưa cưới của tôi, Tào Kiệt. Anh ấy là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính, lương một năm là 500.000. Thấy bộ dạng kiêu ngạo của Phùng Giai, Dương Thanh đột nhiên thấy buồn cười, suýt nữa cười ra tiếng. Mẹ kiếp, mày cười cái gì? Thấy vậy, Tào Kiệt nổi giận quát. Số dư không đủ. Nghe thấy lời của Tào Kiệt. Ánh mắt Dương Thanh dần trở nên sắc lạnh. Tần Thanh Tâm sợ làm lớn chuyện, vội kéo tay Dương Thanh khuyên nhủ chồng, anh đừng quan tâm tới mấy kẻ dâu ria này, ảnh hưởng với tâm trạng của chúng ta. Đây là lần đầu tiên Tần Thanh Tâm gọi Dương Thanh là chồng. Anh không khỏi giật mình nhìn cô, trước ánh mắt khẩn cầu ấy, toàn bộ tức giận đã tan thành mây khói. Anh chỉ lạnh lùng lườm Tào Kiện rồi nói với cô, chúng ta đi xem quần áo. Phùng Giai tò mò nhìn theo Tần Thanh Tâm và Dương Thanh đi sang bên cạnh. Xin chào, xin hỏi quý khách muốn mua gì? Hai người họ vừa đi tới tủ kính trưng bày, nhân viên bán hàng mặc đồng phục đã đi tới mỉm cười lịch sự. Tần Thanh Tâm chỉ vào chiếc áo khoác trên người con mannequin trong tủ kính, nhờ cô lấy chiếc này xuống cho chồng tôi mặc thử. Nhân viên bán hàng áy náy nói, vô cùng xin lỗi cô. Đây là kiểu dáng mới nhất của Versace, không thể thử được. Chiếc áo khoác trong tủ kính thực sự rất đẹp, nhất là ở trên người con mannequin kia,
phối với quần tây màu đen và đôi giày da kiểu nước Anh, đúng là đẹp trai ngời ngời. Tần Thanh Tâm càng nhìn càng thích, thấy thế nào cũng rất hợp với Dương Thanh. Nếu không được thử thì tôi mua luôn. Tần Thanh Tâm sảng khoái nói, chuẩn bị lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán. Vâng. Nhân viên bán hàng kích động đáp. Chiếc áo khoác này đã được trưng bày suốt mấy ngày nay nhưng bởi vì quá đắt nên nhiều người hỏi giá xong đều từ bỏ. Anh yêu, em thấy chiếc áo kia đẹp lắm, vô cùng hợp với dáng người của anh. Mua nó không anh? Đúng lúc ấy, Phùng Giai đột nhiên lên tiếng. Cô ta ôm cánh tay Tào Kiện chen lên trước. Nhân viên bán hàng nghe vậy không khỏi cảm thấy khó xử, xin lỗi quý khách. Chiếc áo khoác này là bản giới hạn, chỉ có một chiếc duy nhất. Cô gái này đã mua nó trước rồi, chưa thanh toán còn gì. Phùng Giai giận dữ nói. Tần Thanh Tâm đã để ý chiếc áo khoác này ngay từ đầu, bây giờ bị Phùng Giai chen ngang khiến cô rất tức giận. Tào Kiện chỉ cao khoảng 1m7, rõ ràng không hợp với chiếc áo khoác này. Nhất định là Phùng Giai cố tình tranh đoạt với mình. Ngày trước khi còn học đại học, Phùng Giai vẫn luôn ghen tị với sắc đẹp của Tần Thanh Tâm, ngày ngày tranh đấu với cô. Bây giờ đã tốt nghiệp được 5 năm mà tính nết của cô ta vẫn chẳng hề thay đổi. Phùng Giai, cậu đừng có quá đáng. Tần Thanh Tâm không nhịn nổi quát. Phùng Giai cười lạnh một tiếng, sao lại nói tôi quá đáng? Cửa hàng này do cậu mở à? Hơn nữa bọn tôi là người đến trước, bọn tôi đã chọn chiếc áo khoác này từ đầu rồi. Chỉ là định dạo thêm một lúc mới mua thôi. Bây giờ tôi muốn thanh toán liên quan gì đến cậu? Thật vậy sao? Tần Thanh Tâm hỏi nhân viên bán hàng. Cô nhân viên còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phùng Giai cướp lời, vừa rồi là nhân viên bán hàng khác. Xin hỏi cô gặp nhân viên bán hàng nào vậy? Nếu chuyện này là thật chiếc áo khoác này sẽ thuộc về cô. Cô nhân viên mỉm cười lễ phép hỏi Phùng Giai. Tôi nói mua với nhân viên nào liên quan gì tới cô? Cô quản được sao? Phùng Giai hung dữ quát cô nhân viên. Mặt cô nhân viên hơi biến sắc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, lịch sự đáp, xin lỗi cô, cửa hàng chúng tôi có quy định, nếu chưa xác nhận mua hàng với nhân viên bán hàng, ai cũng có quyền mua món hàng đó. Nghe vậy, Phùng Giai lập tức đổi mục tiêu, cười lạnh nói, Tần Thanh Tâm, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng cố tranh với tôi. Cậu biết đây là cửa hàng gì không? Versace đấy. Cậu nhìn xem ở đây có cái nào dưới mấy chục nghìn không? Gia tộc cậu sắp phá sản rồi, cậu mua nổi không? Chồng tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn quan chính, lương một năm 500 nghìn đấy. Cậu thì có cái gì? À tôi quên mất, cậu có một thằng chồng tới ở rể, lại còn là thằng bảo vệ từng làm nhục cậu. Phùng Giai cố ý cao giọng mắng nhiếc. Mặc dù lúc này chưa vào giờ cao điểm nhưng vẫn có rất nhiều người tới đây mua sắm. Bọn họ nghe thấy Phùng Giai nói đều tò mò vây quanh hóng hớt. Chắc mọi người rất muốn biết cô gái này là ai phải không? Phùng Giai cũng chú ý tới đám người xung quanh, lập tức châm chọc nói cô ta tên là Tần Thanh Tâm. Có lẽ có người không biết cái tên này, nhưng chắc hẳn mọi người đều biết xì căng đan của người đẹp nổi danh Giang Hải này với một tên bảo vệ vô danh vào 5 năm trước. Còn thằng đàn ông quê mùa bên cạnh cô ta chính là tên bảo vệ đó. Bọn họ đã kết hôn với nhau. Nghe nói còn có một đứa con. Tần Thanh Tâm tức giận toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe ẩn ực nước, vừa xấu hổ vừa căm giận. Tôi biết rồi, thảo nào cô ta xinh đẹp như vậy, té ra là người đẹp nhất Giang Hải. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật, nhưng tôi không ngờ cô ta lại kết hôn với tên bảo vệ kia. Phải đó, quá đáng tiếc, nhưng mà trông anh ta cũng đẹp trai mà, hai người họ đẹp đôi phết. Bốn phía vang lên tiếng xì xào bàn tán. Khen chê lẫn lộn. Tần Thanh Tâm nghe thấy những lời này, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Dương Thanh thấy vợ mình như vậy, đau lòng khôn tả. Có lẽ trong 5 năm xa cách, cô đã phải nghe rất nhiều lời rác rưởi như vậy. Chồng, mình đi thôi. Tần Thanh Tâm chợt nói với Dương Thanh, cô không muốn bị mọi người vây xem bàn tán. Dương Thanh nghiêm túc nắm tay cô, lắc đầu trịnh trọng nói, anh nói rồi, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em. Chồng. Tần Thanh Tâm cực kỳ cảm động. Nghe cô gọi mình là chồng, trái tim Dương Thanh mềm nhũn. Nhưng hiện giờ không phải lúc âu yếm, anh lạnh lùng quay sang nhìn chằm chằm Phùng Giai. Cô ta không khỏi giật mình run sợ, cảm giác như bị thú dữ nhắm vào, tim đập thình thịch, vô thức trốn sau lưng Tào Kiện. Anh yêu, chúng ta cứ kệ họ, mau thanh toán đi. Phùng Giai chột dạ nói.
Tào Kiện nhìn Dương Thanh rồi hào phóng rút thẻ ngân hàng ra, gói chiếc áo khoác này lại cho tôi. Dương Thanh chẳng thèm ngăn cản, thờ ơ chống mắt nhìn xem đối phương có mua nổi hay không. Bởi vì vừa rồi anh đã nhìn thấy giá niêm yếu của chiếc áo khoác này là 388.800 tệ. Trước đó Phùng Giai từng nói lương một năm của Tào Kiện là 500.000. Nhưng bình thường không nên tin lời người đang khoe mẽ. Chỉ là một giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn quan chính mà thôi, lương mỗi năm cùng lắm là 200.000. Anh không tin anh ta mua nổi chiếc áo khoác này. Kể cả có mua nổi, anh cũng không tin anh ta sẽ hoang phí nhiều tiền như vậy chỉ để mua một cái áo khoác. Đương nhiên, cho dù anh ta mua được nó thật, anh cũng có cách khiến anh ta phải trả giá đắt. Mua không nổi còn làm màu trước mặt chúng tôi. Thấy Dương Thanh không nói năng gì, Phùng Giai nhếch mép châm chọc. Cô ta vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã cầm thẻ ngân hàng của Tào Kiện tới nói, xin lỗi anh, số dư trong thẻ của anh không đủ thanh toán. Cái gì, không đủ, sao lại như vậy? Tào Kiện giận dữ hét lên, trong thẻ của tôi còn hơn 200.000, sao lại không đủ mua một cái áo khoác? Thưa anh, chiếc áo này có giá 388.800 tệ, hàng mới về không được chiết khấu. Số dư trong thẻ của anh thực sự không đủ thanh toán. Nhân viên bán hàng không còn nhẫn nhịn mỉm cười như vừa rồi, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên, thậm chí còn tỏ ra tức giận. Ai dám sỉ nhục cô ấy? Đám người vây xem xung quanh nghe thấy nhân viên bán hàng nói vậy đều khinh bỉ nhìn Tào Kiện. Vừa rồi Tào Kiện chém gió to mồm như thế, vậy mà một cái áo khoác hơn 300.000 cũng không mua nổi. Mặt Phùng Giai đơ ra, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã kịp phản ứng lại, bình tĩnh hỏi anh yêu cầm nhầm thẻ à? Vẻ mặt của Tào Kiện cực kỳ khó coi, không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì anh ta chỉ có một cái thẻ, lấy đâu ra cầm nhầm. Anh ta vừa giận dữ vừa xấu hổ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phùng Giai. Anh yêu, mắt của anh sao thế? Phùng Giai lại nghĩ mắt của Tào Kiện bị làm sao, ngu ngốc lên tiếng. Cái áo rách nát này xấu như vậy còn đòi 388.800 tệ. Cho dù có tặng không cho tôi cũng không thèm mặc. Tào Kiện tỏ vẻ chán ghét chê bai chiếc áo khoác đắt đỏ này không đáng một đồng. Anh yêu, em thấy chiếc áo này đẹp mà, giống như may riêng cho anh vậy. Phùng Giai không chịu buông tha, cô ta vốn muốn tranh đoạt với Tần Thanh Tâm nên mới kiên trì muốn mua cái áo khoác này như vậy. Nếu thực sự bỏ đi chẳng khác nào chịu thua Tần Thanh Tâm. Khó khăn lắm mới có cơ hội đánh bại cô, sao cô ta có thể cam tâm từ bỏ. Chúng ta sang cửa hàng Armani bên cạnh đi. Loại nhãn hiệu thấp kém này chỉ có đám nghèo kiết xác bọn họ mới thèm mặc. Tào Kiện kéo Phùng Giai định bỏ đi. Câu nói này của anh ta đã đắc tội rất nhiều người. Trong cửa hàng Versace này còn rất nhiều khách hàng khác, anh ta nói vậy chẳng khác nào mắng tất cả bọn họ. Các nhân viên bán hàng cũng vô cùng tức giận. Thằng chó này, mày mắng ai nghèo kiết xác? Tào Kiện đang định rời đi lại bị một người đàn ông cơ bắp vạm vỡ chặn lại, giữ tợn quát. Anh ta vô thức lùi về sau hai bước, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã lỡ miệng mắng tất cả mọi người ở đây. Tào Kiện cảm thấy vô số ánh mắt ác liệt quét lên người mình, sợ hãi vội đáp, thực sự xin lỗi, tôi không có ý mắng mọi người, tại tôi vụng miệng. Sau đó, anh ta chỉ vào Dương Thanh, tôi đang mắng thằng này là đồ nghèo kiết xác. Vừa rồi cậu nói Versace của chúng tôi là nhãn hiệu thấp kém. Chợt một người đàn ông trung niên đi tới. Trước ngực đeo thẻ cửa hàng trưởng lạnh lùng chất vấn. Tào Kiện biết bây giờ muốn rời khỏi đây rất khó. Sao hả, tôi nói Versace là nhãn hiệu thấp kém đấy. Ông không phục sao, Tào Kiện cười lạnh đáp. Một chiếc áo khoác chưa tới 400.000 còn không mua nổi thì có tư cách gì nói Versace là nhãn hiệu thấp kém. Cửa hàng trưởng lạnh giọng chế giễu. Tào Kiện lập tức thẹn quá hóa giận, ai nói tôi không mua nổi. Cái áo hơn 300.000 đắt lắm sao. Ông nhìn tôi đang mặc cái gì đi, áo sơ mi Armani hơn 300.000, đồng hồ Rolex hơn 800.000. Ông nghĩ tôi không mua nổi cái áo khoác này sao? Nghe Tào Kiện nói vậy, mọi người mới chú ý tới đồ xa xỉ trên người anh ta. Sắc mặt cửa hàng trưởng cũng trở nên khó coi. Ông ta chỉ tức giận vì Tào Kiện dám nói Versace là nhãn hiệu thấp kém, nào ngờ đối phương toàn mặc hàng hiệu. Ha ha! Mặc dù tôi không mặc đồ của nhãn hiệu nổi tiếng nhưng ít nhất là hàng thật. Không giống như anh, cả quần áo và đồng hồ đều là đồ giả. Đúng lúc này,
Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Thằng nhà nghèo này đang nói bậy bạ gì đấy? Phùng Giai nổi giận gào lên. Dương Thanh chẳng thèm để ý tới cô ta, chỉ nhìn chằm chằm hàng chữ tiếng Anh trước ngực áo của Tào Kiệt. Tiếng Anh của hiệu đó đánh vần ra là A-R-M-A-N-I. Còn trên ngực áo sơ mi anh đang mặc lại viết là A-R-N-I-M-A. Mặc dù biểu tượng y hệt nhau nhưng chữ viết lại sai. Dương Thanh châm chọc nói, ánh mắt rời sang cổ tay Tào Kiệt, còn cái đồng hồ này của anh, đánh vần tiếng Anh của Rolex là R-O-L-E-X, của anh lại viết là R-O-L-E-S. Nào, giám đốc Tào hãy nói cho chúng tôi biết áo sơ mi và đồng hồ của anh là nhãn hiệu cao cấp nào thế? Cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi. Nếu không phải Dương Thanh tinh mắt sẽ không thể nhìn ra được hàng chữ tiếng Anh trên chiếc đồng hồ. Nhưng chữ trên áo sơ mi của Tào Kiện rất rõ ràng, ai cũng trông thấy. Wow wow wow, áo sơ mi của anh ta đúng là đồ giả, đâu phải Armani. Ha ha, tôi cũng thấy rồi ha ha. Ha ha. Ngay sau đó tất cả mọi người đều cười phá lên, mặt mũi Tào Kiện đỏ bừng như gan heo, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui xuống. Phùng Giai cũng ngớ người. Cô ta không biết tài sản của Tào Kiện ra sao, chỉ tin lời anh ta bốc phét. Vãi trưởng, túi sách của cô gái này cũng là đồ giả. LV phải là Louis Vuitton, của cô ta viết khác ha ha. Váy của cô ta cũng giả đấy. Cả nhẫn kim cương cũng là hàng giả. Mọi người đang chê cười Tào Kiện lại đột nhiên phát hiện Phùng Giai cũng mang đầy đồ giả trên người. Nếu là hàng fake cao cấp còn đỡ. Nhưng ở đây toàn bộ biểu tượng nhãn hiệu đều đúng, chỉ mỗi tiếng Anh là viết sai. Cho dù là người không hiểu biết về hàng xa xỉ cũng có thể nhìn ra được thật giả. Trong cửa hàng vang lên tiếng cười giòn giã. Tào Kiện và Phùng Giai đều giận tím mặt, bị chặn lại ở cửa không thể đi ra. Con khốn, mày đắc ý cái gì? Cho dù tao dùng hàng giả cũng hơn loại bẩn thỉu như mày bị người ta làm nhục, lại còn đê tiện kết hôn với thằng đó. Chắc là kỹ năng giường chiếu của anh ta thỏa mãn mày lắm nhỉ. Phùng Giai bị người xung quanh mỉa mai nhiều nên thẹn quá hóa giận, bèn chĩa mũi dùi vào Tần Thanh Tâm để rời sự chú ý của mọi người. Lúc học đại học mày nghèo rách mùng tơi, vậy mà đột nhiên gây dựng công ty gì đó. Mày bán thân mới kiếm nổi tiền lập nghiệp phải không? Phùng Giai càng ngày càng quá đáng, kích động chút ra toàn bộ hận thù vì luôn thua kém Tần Thanh Tâm nhiều năm qua. Tần Thanh Tâm sững sờ. Tuy biết Phùng Giai luôn muốn tranh hơn thua với mình nhưng không ngờ cô ta có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy. Bốp! Khi Phùng Giai định nói tiếp, Dương Thanh bỗng nhiên nhúc nhích. Không ai chú ý anh đi tới trước mặt Phùng Giai thế nào, chỉ thấy anh giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Phùng Giai ngã nhào trên mặt đất, miệng đầy máu tươi. Nếu cô còn dám sỉ nhục cô ấy thêm một chữ, tôi sẽ cho cô về chầu ông bà. Dương Thanh lạnh giọng nói, sát khí tỏa ra khiến nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy độ. To gan lớn mật. Cô gái này năm lần bảy lượt sỉ nhục Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đã muốn giết chết từ lâu. Trên thế giới này, Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu là hai người quan trọng nhất đời anh. Đối với loại người như Phùng Giai, càng nhường nhịn cô ta lại càng được nước lấn tới, thậm chí còn làm những chuyện quá đáng. Dương Thanh vung tay đánh người khiến tất cả đều kinh hãi. Mặc dù Tần Thanh Tâm rất cảm động nhưng cũng lo lắng cho anh. Dương Thanh đánh Phùng Giai trước, nếu làm lớn chuyện sẽ không tốt. Anh dám đánh tôi sao? Phùng Giai trợn mắt, tức tối nhìn anh. Dương Thanh biết Tần Thanh Tâm lo lắng nên không thèm so đo với cô ta nữa, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng hướng dẫn bọn họ chúng tôi sẽ mua chiếc áo khoác kia. Tần Thanh Tâm vốn định mua chiếc áo này cho Dương Thanh nhưng không ngờ nó lại đắt như vậy. Cô không đủ tiền nên chỉ có thể để Dương Thanh bỏ tiền. Tuy cô là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hòa nhưng mới nhậm chức chưa lâu, tiền lương trước đó hầu như đều bị Châu Ngọc Thúy vơ vét nên chẳng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Khi cửa hàng trưởng thấy Dương Thanh lấy ra một chiếc thẻ đen thì vô cùng kinh hãi. Ông ta là cửa hàng trưởng của chi nhánh Versace ở Vạn Đạt, mắt nhìn người không thể kém. Một người trẻ tuổi có thể lấy ra thẻ đen đương nhiên không giống loại người chỉ giỏi võ mồm như Phùng Giai. Thưa cậu, đây là thẻ hội viên toàn cầu cao cấp nhất của Versace. Sau này cậu mua bất cứ thứ gì ở Versace chỉ cần đưa thẻ này ra sẽ được giảm giá 10%. Cửa hàng trưởng đột nhiên cung kính đưa cho Dương Thanh một chiếc thẻ hội viên màu vàng rực rỡ.
không phải vì anh mua chiếc áo khoác gần 400.000 mà là vì chiếc thẻ đen kia. Dương Thanh mỉm cười nhận thẻ, cảm ơn. Hừ, đúng lúc này, Tào Kiện chợt cười khẩy, mày tưởng tùy tiện lấy ra một cái thẻ là có thể thanh toán được 400.000 sao? Anh ta không biết nhiều như cửa hàng trưởng, chưa từng nghe nói tới thẻ đen nên chỉ đơn giản cho rằng nó không phải thẻ ngân hàng. Nếu tao đoán không sai, lát nữa khi bị nhắc số dư tài khoản không đủ, mày sẽ xin lỗi nói quên thẻ ở nhà, lần sau lại tới mua. Hoặc là nói thật xin lỗi, đột nhiên cảm thấy áo khoác này không vừa mắt lắm, rồi bỏ sang cửa hàng khác. Tao nói đúng chứ? Tào Kiện đắc ý như đã thấu hiểu hết thảy. Anh ta cực kỳ tức giận vì bị Dương Thanh vạch trần chuyện mình dùng hàng nhái trước mặt mọi người, lại còn tát vợ chưa cưới của mình. Anh ta thề phải trả thù Dương Thanh gấp bội. Nhưng Dương Thanh chẳng thèm để ý tới anh ta, nhân viên bán hàng cũng liếc mắt nhìn anh ta như nhìn đồ đần. Tào Kiện vừa dứt lời, nhân viên bán hàng đã đóng gói áo khoác cẩn thận đi tới, mỉm cười đưa túi và thẻ đen cho Dương Thanh. Anh đã thanh toán thành công. Vợ anh đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có mắt nhìn, chiếc áo này rất hợp với anh, mặc vào sẽ vô cùng đẹp trai. Nhân viên bán hàng dẻo miệng nịnh nọt, Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không thể nào. Tào Kiện thấy vậy không tin nổi rít gào, thằng đó chỉ là con rể của một gia tộc sắp phá sản, sao có thể mua nổi cái áo gần 400.000. Chắc chắn là các người đã thông đồng từ trước, cố tình diễn kịch trước mặt chúng tôi. Thực ra thằng đó không hề có tiền đúng không? Tào Kiện chỉ vào cửa hàng trưởng và Dương Thanh, lớn tiếng chất vấn. Mọi người xung quanh đều nghĩ Tào Kiện là đồ ngu, giờ phút này còn dám chất vấn người ta, đúng là điếc không sợ súng. Sắc mặt cửa hàng trưởng tối sầm lại, tôi từng gặp những người ngu dốt nhưng chưa từng thấy ai ngu dốt như cậu. Mời cậu rời khỏi đây, cửa hàng chúng tôi không chào đón cậu. Ông biết tôi là ai không hả? Dám đuổi tôi đi sao? Tào Kiện thẹn quá hóa giận, tôi là giám đốc bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Công ty chúng tôi đang hợp tác với quảng trường Vạn Đạt. Ông dám đuổi tôi à? Có tin tôi chỉ cần nói một câu là có thể đuổi Versace các người cút khỏi đây không? Tào Kiện phách lối dọa nạt. Dương Thanh buồn cười nhìn thằng cha ngu xuẩn này. Anh chưa từng thấy ai ảo tưởng như anh ta. Thậm chí anh còn nghi ngờ Tào Kiện không phải người của tập đoàn Quan Chính. Tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Mà giờ đây nhà họ Quan đã thuộc về Dương Thanh. Vậy nên nếu Tào Kiện thực sự là giám đốc dự án của tập đoàn Quan Chính, anh chỉ cần nói một câu là có thể khiến anh ta mất hết tất cả. Sắc mặt của cửa hàng trưởng cực kỳ khó coi. Ông ta biết rõ chuyện hợp tác giữa tập đoàn Quan Chính và Vạn Đạt. Nếu Vạn Đạt muốn đuổi Versace ra khỏi đây chỉ cần tùy tiện tìm một lý do là được. Ông ta chỉ cửa hàng trưởng của một chi nhánh nho nhỏ, cho dù chi nhánh này bị đuổi cũng không gây tổn thất quá lớn cho Versace. Nhưng liên quan đến danh tiếng của một nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, ông ta không gánh vác nổi. Bây giờ biết sợ rồi hả? Tào Kiện thấy cửa hàng trưởng không nói lời nào, thái độ lại càng hống hách. Đắc ý nhìn Dương Thanh, thằng danh, mày dám đánh người phụ nữ của tao. Nếu mày không quỳ xuống xin lỗi, tao nhất định sẽ khiến mày phải hối hận. Tôi phải hối hận cái gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Tào Kiện suy tư nhìn Tần Thanh Tâm rồi nói, mày phải biết tập đoàn Quan Chính là sản nghiệp của nhà họ Quan. Còn tao cũng là người có tiếng nói trong công ty. Chúng mày là người nhà họ Tần đúng không? Mày không chịu quỳ xuống xin lỗi. Một cuộc điện thoại của tao có thể khiến nhà họ Tần lập tức sụp đổ. Dương Thanh lắc đầu bất lực nhìn vẻ mặt tự tin của Tào Kiện, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với thằng ngu này, lập tức gọi điện thoại. Đối phương nhanh chóng nghe máy. Ông chủ quan, tập đoàn Quan Chính của các ông có giám đốc dự án nào tên Tào Kiện không? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Quan Chính Sơn vội đáp, xin cậu chờ chút, tôi lập tức đi kiểm tra. Trong vòng 5 phút sẽ có câu trả lời cho cậu. Được. Tôi chờ điện thoại của ông. Dương Thanh nói. Anh đang định cúp máy, Quan Chính Sơn đột nhiên hỏi, cho tôi hỏi có phải người này đắc tội với cậu hay không? Dương Thanh cười lạnh, cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là anh ta bắt tôi quỳ xuống xin lỗi trong cửa hàng Versace chi nhánh Vạn Đạt, uy hiếp sẽ hủy diệt nhà họ Tần. Chết tiệt! Quan Chính Sơn nghe vậy, giận tím mặt nói, nếu người này thực sự là người của tập đoàn Quan Chính, tôi sẽ đuổi hết tất cả những người có quan hệ với cậu ta. Được. Dương Thanh nói xong lập tức cúp máy. Ha ha thằng nhóc này, mày không làm diễn viên thật phí,
lại còn cả ông chủ quan. Sao mày không bốc phét là mày quen người của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô luôn đi? Tào Kiện châm biếm. Dương Thanh không nói gì thêm, hôm nay anh rảnh rỗi đi dạo với Tần Thanh Tâm, dù sao cũng có rất nhiều thời gian. Đám người vây xem xung quanh cũng muốn ở lại xem tới cuối, không ai chịu rời đi. Cửa hàng trưởng nhìn chằm chằm Dương Thanh, từ chiếc thẻ đen kia ông ta đoán thân phận của anh vô cùng cao quý. Vậy nên ông ta cũng tin anh thực sự quen biết chủ nhà họ Quan. Tần Thanh Tâm, tao không ngờ mày lại gả cho thằng ngu này, diễn đạt lắm, nói cứ như thực sự quen biết chủ nhà họ Quan vậy, Phùng Giai cười lạnh. Tần Thanh Tâm chỉ lườm cô ta một cái. Cô tin Dương Thanh quen biết Quan Chính Sơn thật. Cô chỉ tò mò không biết làm sao anh lại quen Quan Chính Sơn. Ê thằng kia, mày đừng diễn nữa, tao không rảnh ở đây đôi co với mày đâu. Mày không nhanh quỳ xuống xin lỗi vợ chưa cưới của tao, tao sẽ bảo người nhà họ Quan giải quyết nhà họ Tần đấy. Sau đêm nay sẽ không còn nhà họ Tần nào ở Giang Hải nữa. Tào Kiện bỗng lên tiếng, hiện giờ anh ta không hề sợ hãi. Nhất là khi thấy ánh mắt khiếp sợ của những người xung quanh, anh ta rất hưởng thụ. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên, đúng là to gan lớn mật, dám mượn danh nghĩa nhà họ Quan chúng tôi để uy hiếp cậu Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, lông tơ toàn thân Tào Kiện đều dựng đứng. Bởi vì anh ta biết người vừa lên tiếng là ai. Thời gian hạnh phúc, anh ta nhanh chóng nhận ra đối phương là con cháu đời thứ ba xuất sắc nhất của nhà họ Quan. Một trong bốn cậu chủ nổi tiếng khắp Giang Hải, Quan Tuyết Tùng. Địa vị của Quan Tuyết Tùng trong gia tộc cao hơn cả chú bác họ hàng, được chọn là người thừa kế vị trí chủ gia tộc. Nghĩa là chỉ cần Quan Chính Sơn truyền lại, Quan Tuyết Tùng mới 30 tuổi sẽ trở thành chủ gia tộc họ Quan. Cách đây không lâu, nhà họ Quan vừa mới bổ nhiệm Quan Tuyết Tùng làm tổng giám đốc tập đoàn Quan Chính. Anh Tùng, sao? Sao anh lại tới đây? Tào Kiện thấy Quan Tuyết Tùng xuất hiện, hoảng sợ tới mức nói năng lộn lộn. Quan Tuyết Tùng hờ hững nhìn anh ta quát, cút đi. Sau đó, Quan Tuyết Tùng đi tới trước mặt Dương Thanh khom người nói, xin lỗi cậu Thanh, khiến cậu chờ lâu rồi. Dương Thanh hơi nghi ngờ, bởi vì anh vừa mới gọi điện cho Quan Chính Sơn, chưa thấy ông ta trả lời, Quan Tuyết Tùng đã chạy tới. Đúng lúc tôi đi kiểm tra ở Vạn Đạt thì ông nội gọi tới, tôi lập tức chạy đến đây. Quan Tuyết Tùng giải thích cẩn thận. Nhìn Tào Kiện rồi nói, bố của cậu ta là quản lý bộ phận dự án của tập đoàn Quan Chính. Còn cậu ta không hề có quan hệ gì với tập đoàn. Dương Thanh chỉ lạnh nhạt gật đầu, anh tới thì chuyện còn lại giao cho anh xử lý. Vâng, cậu Thanh đi thong thả. Thái độ của Quan Tuyết Tùng cực kỳ cung kính, dõi mắt nhìn theo Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm rời đi. Đám người vây xem đã sợ ngây người. Bọn họ nhanh chóng biết được thân phận của Quan Tuyết Tùng. Trẻ như vậy đã là người thừa kế của gia tộc hàng đầu Giang Hải. Nhưng quan trọng nhất là anh ta lại vô cùng tôn kính chàng trai trẻ tuổi kia. Tào Kiện cũng hoảng hốt kinh sợ. Lúc này anh ta mới ý thức được mình đã đắc tội với ai. Đến cả Quan Tuyết Tùng cũng phải khiêm nhường với Dương Thanh như vậy, Tào Kiện đắc tội nổi sao? Bảo bộ phận nhân sự làm thủ tục sa thải Tào Văn Cương đi. Quan Tuyết Tùng đột nhiên lên tiếng. Bịch! Tào Kiện nghe xong vội quỳ sụp xuống cầu xin, anh Tùng, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Xin anh tha cho bố tôi, ông ấy không hề liên quan đến chuyện này. Quan Tuyết Tùng lạnh giọng nói, đắc tội nhà họ Quan vẫn có thể tha thứ, nhưng đắc tội cậu Thanh sẽ không còn đường sống. Tào Kiện thẫn thờ ngồi bệt xuống đất. Mặc dù bố anh ta chỉ là quản lý một bộ phận của tập đoàn Quan Chính nhưng vì địa vị của nhà họ Quan ở Giang Hải rất cao nên nhiều người hay tìm tới nhờ vả, tích lũy được không ít tài sản. Nhưng nếu như bị sa thải, nhà anh ta sẽ mất sạch, còn phải gánh khoản nợ khổng lồ vì mua nhà mua xe. Chỗ dựa của anh ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Những người xung quanh đều vô cùng kinh hãi. Ý của Quan Tuyết Tùng rất rõ ràng, địa vị của chàng trai trẻ tuổi kia còn cao hơn cả nhà họ Quan. Hiện giờ Phùng Giai cũng rơi vào hoảng loạn, cô ta đã biết mình đã rước phải phiền phức quá lớn, bố của Tào Kiện còn vì cô ta mà mất việc, chắc chắn Tào Kiện sẽ không buông tha cho cô ta. Anh yêu, chồng của con nhỏ kia thực sự chỉ là một thằng bảo vệ thôi. Sao lại có thể? Sau khi Quan Tuyết Tùng rời đi, Phùng Giai bối rối kéo tay Tào Kiện. Bốp! Cô ta chưa nói hết câu đá bị Tào Kiện tát vào mặt. Tất cả đều tại mày đấy con khốn. Nếu không vì mày sao tao lại đắc tội anh Thanh,
Sao bố tao bị sa thải hả? Tào Kiện nổi giận gào giống. Tát Phùng Giai không đủ, anh ta còn đánh cô ta một trận như tử. Phùng Giai đau đớn hét lên. Nếu là trước kia chắc chắn đã có người gọi bảo vệ tới. Nhưng vừa rồi đôi trai gái này không chỉ sỉ nhục Versace mà còn làm loạn nên mọi người đều thờ ơ. Từ nay trở đi, mày và tao không còn quan hệ gì nữa. Nếu còn để tao gặp được mày, tao sẽ cho mày xuống lỗ đấy. Tào Kiện hất Phùng Giai ra, giận đùng đùng bỏ đi. Anh yêu, em biết sai rồi, xin anh cho em thêm một cơ hội. Em không dám nữa đâu. Phùng Giai vội vàng đuổi theo, khóc lóc xin xỏ. Cút ra. Tào Kiện đạp Phùng Giai lăn ra đất rồi nghênh ngang rời đi. Hiện giờ đầu tóc cô ta bù xù, mặt mũi bê bết máu khiến nhiều người chú ý tới. Cút, cút hết đi cho tao. Phùng Giai gào khóc rồi cuống quýt bỏ đi. Cùng lúc đó, Dương Thanh nắm tay Tần Thanh Tâm đi dạo quanh quảng trường Vạn Đạt. Đây là lần thứ hai hai người cầm tay nhau nhưng thực ra mới là lần đầu tiên anh nắm tay cô đi. Lần trước là khi đưa Tiêu Tiêu tới trường mầm non, hai người bị Tiêu Tiêu kéo tay đặt vào nhau. Nhưng hôm nay Dương Thanh đã chủ động nắm tay Tần Thanh Tâm, cô cũng không từ chối. Hiện giờ Tần Thanh Tâm vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Cô đã biết thân phận của Dương Thanh, cũng biết chuyện ở biên giới phía Bắc nhưng cũng chỉ biết anh rất giỏi võ và gia tộc Vũ Văn trả lại tập đoàn Nhạn Thanh cho anh. Cô không ngờ đến cả người thừa kế của nhà họ Quan cũng cung kính với anh như vậy. Cô còn biết chủ của một gia tộc đứng đầu Giang Hải khác là Tô Thành Vũ cũng rất kính trọng Dương Thanh. Vậy là đã có hai trong số bốn gia tộc đứng đầu Giang Hải nghe theo anh. Cô đột nhiên nghĩ, bây giờ ở Giang Hải còn ai dám làm gì Dương Thanh nữa? Cô nhớ tới nhà họ Tần, nếu ban đầu cụ Tần đối xử tốt với cô, có lẽ giờ đây nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu Giang Hải rồi. Em không muốn hỏi gì sao? Dương Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Tần Thanh Tâm cười khổ đáp, nếu anh muốn nói, đương nhiên em sẽ nghe. Nếu anh không muốn nói, em còn ép hỏi làm gì? Dương Thanh cười nói, thật ra tất cả mọi thứ của nhà họ Quan đều đã thuộc về anh. Tần Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh, được đà chém gió. Dương Thanh lắc đầu bất lực, tại sao anh nói thật mà không ai chịu tin? Mặc dù Tần Thanh Tâm nói không tin nhưng trong lòng lại vô cùng kinh sợ. Chẳng lẽ nhà họ Quan thực sự là của anh? Nếu không sao Quan Tuyết Tùng phải tôn kính Dương Thanh như vậy? Em muốn ăn lòng nướng. Khi hai người đi đến cổng rạp chiếu phim, Tần Thanh Tâm chợt chỉ sang quán lòng nướng bên cạnh. Dương Thanh ngạc nhiên, lập tức chạy đi mua. Chẳng mấy chốc anh đã cầm một xiên lòng nướng trở lại. Tần Thanh Tâm mỉm cười nếm thử. Ánh mắt Dương Thanh tràn ngập cương triều. Anh cũng ăn đi. Tần Thanh Tâm cắn vài miếng rồi giơ xiên lòng nướng lên miệng Dương Thanh. Anh không do dự cắn lên vị trí cô vừa ăn. Lần đầu tiên ăn lòng nướng, Dương Thanh cảm thấy đây là món ăn ngon nhất thế giới. Anh càng kinh ngạc hơn khi thấy Tần Thanh Tâm lại tiếp tục ăn ở vị trí anh vừa cắn, không hề tỏ ra ghét bỏ. Hai vợ chồng thay nhau ăn hết xiên lòng nướng. Thấy Dương Thanh vẫn còn luyến tiếc, Tần Thanh Tâm bật cười khanh khách, thật là ngốc. Đây là buổi tối hạnh phúc nhất, dù chỉ có hai tiếng ngắn ngủi nhưng lại kéo gần khoảng cách giữa hai vợ chồng. Một lúc sau, Tần Y dẫn Tiêu Tiêu ra khỏi rạp chiếu phim. Tiêu Tiêu đang ríu rít bàn về nội dung phim với Tần Y. Thấy vậy, Dương Thanh nở nụ cười hạnh phúc, rất muốn mỗi ngày đều như vậy cho đến cuối đời. Dương Thanh vừa dẫn mọi người ra khỏi Vạn Đạt chợt cảm giác được có người đang theo dõi. Anh nheo mắt lại. Trên đất Giang Hải này không thể có cao thủ mạnh như vậy. Mà dạo gần đây anh chỉ đắc tội với một thế lực lớn ở bên ngoài, chính là nhà họ Mạnh ở tỉnh Lỵ. Hơn nữa mấy tiếng trước, anh vừa mới giết chết một cao thủ của nhà họ Mạnh ở dinh thự Vân Phong. Vô cùng kinh hãi. Dương Thanh cảm giác được khí thế mạnh mẽ sau lưng, chỉ nhếch miệng cười tàn nhẫn. Tổng cộng có 8 cao thủ. Dương Thanh đoán rất chuẩn, tất cả đều là người của nhà họ Mạnh. Mặc dù anh đang đi cùng vợ con nhưng không hề cảm thấy e ngại. Bởi vì trước mặt anh là hai bóng dáng quen thuộc, bọn họ đi lướt qua người Dương Thanh như không trông thấy anh. Hai người này chính là Tiền Bưu và Sâm Ba được Dương Thanh giao nhiệm vụ âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm và Tần Y. Tiền Bưu là cao thủ từ biên giới phía Bắc, được xưng là vua bóng đêm. Tuy ông ta đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Sâm Ba là ông hoàng võ sĩ châu Phi. Dù không bằng Tiền Bưu nhưng cũng không phải người dễ bị đánh bại.
Con mẹ mày bị mù à? Tiền Bưu vừa tới bên cạnh tám cao thủ kia, cố ý đâm vào một người rồi quát tháo ầm ĩ. Người kia chỉ lạnh lùng quát lại, cút. Dầm. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Tiền Bưu lập tức vung nắm đấm. Hắn không kịp phòng bị đánh bay ra xa mấy mét. Cùng lúc ấy Sâm Ba cũng bắt đầu ra tay, điên cuồng đấm đá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tám cao thủ nhà họ Mạnh đều bị đánh ngã lăn ra đất. Nói mau, chúng mày là ai? Tại sao lại theo dõi cậu Thanh? Tiền Bưu đi tới giẫm lên ngực kẻ cầm đầu, lạnh giọng hỏi. Chúng mày cùng phe với thằng kia sao? Lúc này, đối phương mới tỉnh ngộ, Tiền Bưu và Sâm Ba cố tình trêu chọc bọn họ để cứu Dương Thanh. Phụt! Một tia sáng chợt lóe lên, Tiền Bưu cầm dao găm cắt ngang cổ họng hắn ta, máu tươi bắn tung tóe. Những người còn lại đều bị dọa sợ ngây người, Sâm Ba cũng giật mình kinh hãi. Động tác của Tiền Bưu cực kỳ dứt khoát, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn. Mau nói cho tao biết chúng mày là ai? Tại sao muốn theo dõi cậu Thanh? Tiền Bưu giết xong kẻ cầm đầu lại đi tới một người khác, cũng giẫm lên ngực hắn ta, tay cầm dao găm dính máu. Chúng tôi là người của nhà họ Mạnh. Hồng Thiên Nhai phái chúng tôi tới bắt cóc thằng nhãi kia đưa về nhà họ Trang. Hắn ta bị dọa suýt tè ra quần. Tiền Bưu là người nói giết là giết, hắn ta không dám chậm trễ, thành thật khai báo, chỉ sợ bị Tiền Bưu lấy mạng. Tại sao muốn bắt cóc cậu Thanh? Ánh mắt Tiền Bưu dần lạnh xuống. Mặc dù Dương Thanh và ông ta không phải là người cùng thời đại nhưng ông ta biết anh là người bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong lòng ông ta, biên giới phía Bắc là tín ngưỡng tối cao, Dương Thanh lại là người bảo vệ vùng đất ấy. Vậy nên anh chính là thần, không ai được phép sỉ nhục. Người kia vội đáp, cậu Thanh giết đệ tử của Hồng Thiên Nhai nên lão ta rất tức giận, yêu cầu chúng tôi phải bắt cóc cậu Thanh. Nghe vậy, ánh mắt Tiền Bưu ngập tràn sát khí, đúng là đồ ngu xuẩn, điếc không sợ súng. Tiền Bưu không làm gì nữa, chỉ bình tĩnh rời đi với Sâm Ba. Cùng lúc ấy, Dương Thanh đã lái xe đưa cả nhà trở về dinh thự Vân Phong. Vừa về đến nhà, anh phát hiện có tin nhắn mới, nội dung như sau, Hồng Thiên Nhai của nhà họ Mạnh phái người tới, nói cậu giết đệ tử của lão ta. Có cần tôi thủ tiêu lão ta không? Dương Thanh thuận tay trả lời một chữ, được. Với thực lực của Tiền Bưu, giết một con chó của nhà họ Mạnh chắc là không vấn đề gì. Dương Thanh vốn định chờ thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng đối phương lại chọn lúc anh đang ở cùng vợ con để ra tay, vậy thì nhất định phải chết. Tại nhà họ Trang, hiện giờ mọi người đều đang mặc áo tang, không khí u ám. Khắp nơi đều phủ lên một màu trắng xóa. Trang Tất Phàm đã chết được 2 ngày nhưng vẫn không được chôn cất vì chủ gia tộc Trang Kiến Thiết tuyên bố muốn lấy máu Dương Thanh để tế vong hồn của Trang Tất Phàm. Vốn cho rằng mời cao thủ nhà họ Mạnh tới là có thể báo thù rửa hận. Nào ngờ Dương Thanh quá mạnh mẽ, thẳng tay giết hại đệ tử của Hồng Thiên Nhai. Hồng Thiên Nhai ngồi một mình trong biệt thự nhìn xác của đệ tử đã cứng đờ, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận. Con yên tâm, nhất định sư phụ sẽ trả thù cho con. Hồng Thiên Nhai hung dữ giống lên, sư phụ sẽ tự tay bẻ gãy từng đốt xương trên người thằng nhãi kia, khiến nó sống không bằng chết. Lão ta nhìn đồng hồ. 11 giờ đúng. Từ lúc lão ta phái cao thủ hành động đến giờ đã hơn 2 tiếng nhưng vẫn chưa thấy bọn họ vác mặt về. Lão ta nổi giận quát, một lũ vô dụng. 2 tiếng rồi vẫn chưa đưa thằng nhãi kia về cho tao. Trong khu nhà cao cấp của Trang Kiến Thiết, toàn bộ người nhà họ Trang tập hợp đông đủ, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Bố, không biết Hồng Thiên Nhai này có đáng tin hay không nữa. Đệ tử bị giết mà lão ta vẫn giữ được bình tĩnh không chịu tự mình ra tay. Con trai cả nhà họ Trang Trang Mặc bực bội nói. Ông ta là bố của Trang Tất Phàm. 2 ngày rồi Dương Thanh vẫn chưa chết nên ông ta rất không cam lòng. Trang Thánh lặng lẽ nhìn Trang Mặc, anh chú ý thái độ chút đi. Lỡ để lão Hồng nghe thấy, anh chết cũng chẳng sao nhưng liên lụy tới nhà họ Trang, anh gánh nổi không? Trang Thánh là con út, Trang Mặc là con cả. Hai người họ luôn tranh đấu vị trí người thừa kế nên quan hệ không tốt. Trong lúc này, đương nhiên Trang Mặc sẽ không từ bỏ cơ hội tranh đoạt quyền lực. Dù sao Hồng Thiên Nhai cũng là người mà Trang Thánh tìm về. Nếu lão ta không giải quyết được Dương Thanh, Trang Thánh cũng phải chịu trách nhiệm. Trang Mặc đứng bật dậy trừng mắt nhìn Trang Thánh, người bị giết là con tôi sốt ruột muốn báo thù cho nó, không được sao? Hay là chú vốn không muốn báo thù cho Tất Phàm?
chú tìm Hồng Thiên Nhai tới chỉ để ứng phó qua loa phải không? Anh nói bậy. Trang Thánh cũng cả giận đứng lên, Tất Phàm cũng là cháu tôi, anh biết tôi tốn bao nhiêu tiền mới mời được lão Hồng không hả? Bây giờ anh lại vu oan là tôi không muốn báo thù cho thằng bé, uổng công tôi vẫn coi anh là anh trai. Câm miệng. Trang Mặc định phản bác, chợt Trang Kiến Thiết vỗ bàn quát lớn. Nhờ vậy hai người kia mới ngừng đấu võ mồm. Thằng Mặc, bố biết con rất đau lòng vì cái chết của Tất Phàm. Nhưng chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Trang Kiến Thiết an ủi Trang Mặc, hai tiếng trước lão Hồng đã phái 8 cao thủ nhà họ Mạnh đi bắt thằng nhãi kia rồi. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt được nó. Trước đây bố còn nghi ngờ lão Hồng không thực sự muốn trợ giúp chúng ta. Nhưng bây giờ đệ tử lão ta yêu thương nhất cũng đã bị giết hại. Lão ta còn muốn Dương Thanh đền mạng hơn cả chúng ta. Nghe vậy, Trang Mặc mới tỉnh táo lại, đỏ mắt gật đầu đáp, con hiểu rồi. Nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận sự thật Tất Phàm đã không còn. Vừa rồi con mất bình tĩnh, xin bố tha lỗi. Trang Kiến Thiết xua tay nói, con yên tâm, chắc chắn bố sẽ báo thù cho Tất Phàm. Sau này con hãy phụ trách công ty dược phẩm Trang Kiện đi. Trang Mặc lập tức mừng rỡ, Trang Thánh lại ủ rũ không vui. Công ty dược phẩm Trang Kiện là một trong những sản nghiệp quan trọng của nhà họ Trang. Bây giờ Trang Kiến Thiết giao cho Trang Mặc phụ trách chẳng khác nào tỏ ý muốn cho Trang Mặc làm người thừa kế. Trước đây, Trang Thánh mới là người có khả năng được thừa kế gia tộc nhất. Giờ đây lại chỉ vì cái chết của Trang Tất Phàm khiến ông ta mất đi một phần quyền lực. Uỳnh! Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng va chạm kịch liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trang Kiến Thiết giật mình đứng dậy, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Một dao cứa cổ. Trong khu nhà cao cấp, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Trang Thánh nuốt nước bọt, lên tiếng, có lẽ là xảy ra tai nạn xe. Tai nạn xe sao? Trang Kiến Thiết tức giận nói, từ khi nào, xe có thể tùy ý ra vào sân của nhà họ Trang vậy? Nhà họ Trang có một gara để xe dưới lòng đất, tất cả ô tô đều được để ở trong đó, không có ô tô nào được phép đỗ ở trong sân, dù là xe của Trang Kiến Thiết cũng không được. Hiện giờ bỗng nhiên ở trong sân lại xảy ra tai nạn xe, có thể tưởng tượng được Trang Kiến Thiết tức giận đến cỡ nào. Ông chủ, một chiếc xe Jeep đã đâm vào biệt thự của lão Hồng rồi. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên hoảng hốt xông vào biệt thự, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ nói. Cái gì? Dòng chính của nhà họ Trang đều trợn mắt há mồm. Hồng Thiên Nhai là một cao thủ được họ đặc biệt mời tới từ nhà họ Mạnh, ở nhà họ Mạnh lão ta rất được tôn kính. Hiện giờ, biệt thự của lão ta ở nhà họ Trang lại bị người khác lái xe đâm vào. Khốn kiếp, ngay cả biệt thự của lão Hồng mà cũng dám đâm vào, đúng là chán sống mà. Trang Kiến Thiết cực kỳ giận dữ, vội vàng dẫn dòng chính của nhà họ Trang ra khỏi phòng. Quả nhiên, khi bọn họ vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy một chiếc Jeep dừng ngay cửa chính của biệt thự bên cạnh, cánh cửa đã bị nó đâm hỏng. Cái này không phải là trọng điểm, quan trọng nhất chính là Hồng Thiên Nhai, lão ta đang giãy giụa bò từ dưới cánh cửa lên, mặt đẫm máu. Có lẽ, lúc chiếc xe Jeep kia đâm bay cánh cửa, thì nó lại rơi trúng vào người của lão ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người nhà họ Trang đều cảm thấy dựng tóc gáy. Đây chính là Hồng Thiên Nhai. Là cao thủ nhà họ Mạnh có thế lực nhất ở tỉnh Lỵ, lại bị tai nạn ngay trong nhà họ Trang, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cạch! Đúng lúc này, cửa xe Jeep đột nhiên mở ra, một người đàn ông cao to bước ra khỏi xe. Người đó là ai vậy? Trang Kiến Thiết chưa từng nhìn thấy Tiền Bưu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Những người khác đều đồng loạt lắc đầu, bọn họ đều không quen biết người này. Ông chủ, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ta trong nhà họ Trang. Ông quản gia lên tiếng, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Cậu là ai, mà lại dám xông vào nhà họ Trang của tôi trong đêm? Trang Kiến Thiết vừa nghe thấy ông quản gia nói không phải người nhà họ Trang, lập tức quát lớn với Tiền Bưu. Bây giờ, việc đầu tiên cần làm là tỏ rõ thái độ. Nhớ đâu Hồng Thiên Nhai đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, thì cho dù có 10 cái nhà họ Trang cũng không đủ cho mình Hồng Thiên Nhai giết. Hồng Thiên Nhai đứng trong biệt thự cao cấp, máu đẫm mặt. Lúc này lão ta cực kỳ phẫn nộ, khuôn mặt rất dữ tợn. Thực lực của lão ta cũng không tầm thường, nhưng lúc đối diện với Tiền Bưu, lão ta cảm nhận được sát khí rất nồng đậm. Tiền Bưu không thèm để ý tới những người trong trang viên,
ông ta nhìn chằm chằm vào con mồi của mình với đôi mắt sắc bén giống như chim ưng. Trong tay ông ta không ngừng chơi đùa một con dao găm sáng lạnh, mũi nhọn lập lòe ánh sáng. Ông chính là Hồng Thiên Nhai. Cuối cùng Tiền Bưu cũng lên tiếng. Hồng Thiên Nhai cắn răng hỏi, mày là ai? Xem ra, ông đúng là Hồng Thiên Nhai rồi. Giọng Tiền Bưu hơi hạ xuống, ông ta cất bước đi vào trong biệt thự. Hai người này đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, những người nhà họ Trang đều sợ ngây người. Hồng Thiên Nhai vốn là do Trang Thánh mời từ nhà họ Mạnh về, giờ lại gặp phải chuyện như vậy ở nhà họ Trang. Nếu Hồng Thiên Nhai thật sự xảy ra chuyện thì ông ta chính là đầu sỏ gây tội. Trang Thánh không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nếu không cũng sẽ không được Trang Kiến Thiết coi trọng. Bố, ông ta không phải người tầm thường, nhất định là tới để giết Lão Hồng. Bố mau sắp xếp cao thủ trong gia tộc tới đi, liên thủ giết chết ông ta, Trang Thánh vội vàng nói. Trang Kiến Thiết là chủ của nhà họ Trang, cũng ý thức được chuyện này không đơn giản. Tiền Bưu không biết Hồng Thiên Nhai, lại có thể trực tiếp lái xe đâm vào biệt thự của Hồng Thiên Nhai. Bây giờ ông ta còn cầm dao đi tới chỗ Hồng Thiên Nhai, rõ ràng là muốn giết lão ta. Dù sao Hồng Thiên Nhai cũng là cao thủ được mời từ nhà họ Mạnh tới. Nếu bị giết ở trong nhà họ Trang thì chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ tính sổ chuyện này lên đầu bọn họ. Báo cho các tay súng, chuẩn bị sẵn sàng. Trang Kiến Thiết dặn dò cho ông quản gia đang đứng bên cạnh. Đám con cháu dòng chính của nhà họ Trang đều khiếp sợ. Ấy vậy mà Trang Kiến Thiết lại gọi những tay súng ra, quá đỗi bất ngờ. Tuy mọi người ở đây đều là dòng chính của nhà họ Trang, nhưng ngoại trừ Trang Kiến Thiết và vài người có quyền hành lớn nắm giữ gia tộc, thì những người khác đều không biết việc nhà họ Trang có cả đội súng. Quản gia thoáng ngây người, lo lắng nói, ông chủ, một khi điều động các tay súng, e là sẽ mang tới phiền toái lớn cho gia tộc, xin ông hãy suy nghĩ kỹ. Ở Chiêu Châu, súng ống được quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu không có giấy phép sử dụng, một khi bị phát hiện tàng trữ súng thì đó chính là trọng tội. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Trang Kiến Thiết lạnh lùng nói. Vâng, ông chủ. Ông quản gia không dám nhiều lời, vội vàng xoay người rời đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Trang Kiến Thiết cũng sẽ không dùng tới súng. Bao nhiêu năm qua, nhà họ Trang chỉ thành lập một đội nhỏ dùng súng, cũng chưa từng sử dụng tới, không ngờ tới hôm nay lại phải dùng. Lão ta buộc phải làm vậy. Nếu Hồng Thiên Nhai xảy ra chuyện, nhà họ Mạnh sẽ đổ hết chuyện này lên đầu bọn họ, lúc đó nhà họ Trang chỉ còn một con đường chết thôi. Trong biệt thự, Hồng Thiên Nhai đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tiền Bưu, trong mắt tràn ngập sự cảnh giác. Lão ta cảm nhận được Tiền Bưu không phải là người đơn giản. Lúc này, Tiền Bưu dừng lại, đứng cách Hồng Thiên Nhai khoảng 3 mét. Mày là Tiền Bưu sao? Cuối cùng Hồng Thiên Nhai cũng nhìn rõ được gương mặt của Tiền Bưu, lão ta lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước kia Tiền Bưu là cao thủ đứng đầu nhà họ Dương ở Châu Thành, cũng có thể nói là cao thủ số 1 ở Châu Thành. Cũng nhờ có Tiền Bưu mà nhà họ Dương trở thành một trong những gia tộc đứng đầu Châu Thành. Cho dù là nhà họ Viên và nhà họ Trần mạnh nhất Châu Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ rất kinh sợ Tiền Bưu. Hồng Thiên Nhai là cao thủ của nhà họ Mạnh nên tất nhiên cũng biết Tiền Bưu. Có điều, Tiền Bưu lại chưa bao giờ gặp Hồng Thiên Nhai, ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng nhìn lão ta. Tiền Bưu, tao và mày không thù không oán, sao mày lại tới gây sự với tao? Hồng Thiên Nhai bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Lão ta chưa bao giờ giao đấu với Tiền Bưu nhưng cũng từng được nghe tới danh tiếng lẫy lừng của Tiền Bưu ở tỉnh Giang Bình. Nếu có thể không phải đánh nhau, tất nhiên là Hồng Thiên Nhai bằng lòng. 8 thằng ông phái đi đều đã bị tôi giết sạch rồi. Bây giờ ông nói xem, chúng ta có thủ oán gì hay không? Tiền Bưu bỗng nhiên nói. Cái gì, người của tao đều đã chết. Hồng Thiên Nhai chợt thấy tức giận, lão ta vẫn đang đợi tin tức tốt của 8 người kia, không ngờ người cần thì không quay về, người tới lại là Tiền Bưu. Chẳng mấy chốc lão ta đã vỡ lẽ ra, mày đang làm việc cho Dương Thanh sao? Không sai, ông dám động tới cậu ấy thì sẽ trở thành kẻ thù của tôi. Tiền Bưu bình tĩnh nói, tôi cho ông 5 phút, nói lời chăn chối đi. Thằng nhãi ngông cuồng. Hồng Thiên Nhai lập tức nổi trận lôi đình, lao thẳng tới chỗ Tiền Bưu. Tuy lão ta không muốn đánh nhau với Tiền Bưu, nhưng điều đó không có nghĩa lão ta sợ Tiền Bưu. Ánh mắt của Tiền Bưu lạnh lùng tới cực điểm, mấy năm nay ở nhà họ Dương,
ông ta đã giết không ít cao thủ. Nhưng phàm những người từng đấu với ông ta, không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị ông ta giết chết. Mặc dù Hồng Thiên Nhai là cao thủ của nhà họ Mạnh, nhưng cũng sẽ không có ngoại lệ. Bóng dáng của Tiền Bưu chớp nhoáng, dao trong tay vẽ một vòng cung đơn giản trong không trung. Xoẹt! Cơ thể hai người lướt qua nhau, ngay sau đó đồng thời dừng lại. Giây tiếp theo, vẻ mặt của Hồng Thiên Nhai tràn ngập sợ hãi, hai mắt trợn trừng, một dòng máu từ trên cổ dần dần chảy ra. Lão ta dùng hai tay giữ chặt cổ, nhưng vẫn không thể khống chế được máu đang phun ra. Bịch! Cơ thể của Hồng Thiên Nhai thẳng tắp ngã xuống mặt đất, run rẩy vài cái, sau đó không còn một chút động tĩnh nào. Một chiêu, đã quyết định sống chết. Đám người nhà họ Trang đang đứng trước biệt thự mà Hồng Thiên Nhai ở đều trợn to hai mắt nhìn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Hồng Thiên Nhai chủ động tấn công về phía Tiền Bưu. Ngay sau đó, Tiền Bưu cũng xông ra ngoài, tiếp đó cơ thể hai người lướt qua nhau rồi đột nhiên đứng lại. Cuối cùng, Hồng Thiên Nhai bị cắt đứt yết hầu. Đây chính là tình yêu. Đám người nhà họ Trang đều hóa đá, không ngờ cao thủ nhà họ Mạnh trong mắt bọn họ lại bị người ta một dao lấy mạng. Sao lại như vậy? Trong đầu mọi người đều nảy lên cùng một suy nghĩ. Đối đầu với tôi còn có thể sống, đối đầu với cậu ấy chỉ còn đường chết. Tiền Bưu nhìn thi thể của Hồng Thiên Nhai, lạnh lùng để lại một câu. Sau đó ông ta cất bước rời đi. Nhưng vừa mới ra khỏi biệt thự, ông ta đã bị hơn chục họng súng đen ngòm chĩa vào đầu. Ông ta cau mày nhìn Trang Kiến Thiết, từ khi tôi rời khỏi nơi đó đã bị người ta chĩa súng vào đầu vô số lần nhưng tôi vẫn sống sờ sờ, biết tại sao không? Trang Kiến Thiết chưa kịp đáp lại, ông ta đã nói tiếp, bởi vì bọn họ đều đã chết. Trang Kiến Thiết cảm thấy ánh mắt của Tiền Bưu như dã thú rình mồi, chỉ cần muốn là có thể giết chết lão ta. Lão ta không biết Tiền Bưu không hề ung dung như bề ngoài, cơ bắp toàn thân căng cứng chuẩn bị chạy trốn. Trên đời này có người né được đạn, nhưng không phải là ông ta. Hiện giờ, ông ta chỉ có thể dọa nạt Trang Kiến Thiết, hy vọng có thể an toàn rời đi. Người bị súng chĩa vào là Tiền Bưu nhưng đám người nhà họ Trang lại không dám thở mạnh. Cảnh tượng Tiền Bưu đoạt mạng Hồng Thiên Nhai quá kinh dị, khiến bọn họ bị ám ảnh tâm lý. Lão Hồng là người nhà họ Mạnh, đến cả chủ gia tộc cũng phải tôn trọng. Cậu giết Lão Hồng thì chính là kẻ địch của nhà họ Mạnh. Trang Kiến Thiết cố gắng khống chế nỗi sợ, cắn răng nói. Lão ta biết Tiền Bưu rất mạnh nhưng cũng không tin ông ta có thể thoát khỏi công kích của hơn 10 tay súng. Nếu người Tiền Bưu giết không phải là Hồng Thiên Nhai, có lẽ Trang Kiến Thiết sẽ không đắc tội ông ta. Nhưng bây Hồng Thiên Nhai đã chết, nếu lão ta để Tiền Bưu bình yên rời đi thì sẽ phải chịu tội với nhà họ Mạnh. Vậy nên lão ta nhất định không thể thả Tiền Bưu. Ông không muốn thả tôi đi sao? Ánh mắt Tiền Bưu dần trở nên nghiêm túc, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Trang Kiến Thiết có cảm giác, người đàn ông trước mắt phải trải qua sự rèn luyện như địa ngục mới có được khí thế mạnh mẽ như vậy. Cùng lúc đó, Tiền Bưu đã dồn toàn bộ sức lực xuống chân. Chỉ cần tình hình không ổn, ông ta sẽ lập tức chạy trốn. Trang Kiến Thiết do dự không lên tiếng. Một lúc sau, lão ta bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiền Bưu, cậu giết Lão Hồng, chúng tôi không thể thả cậu đi. Cậu phải đi tới nhà họ Mạnh với tôi giải thích rõ ràng. Vậy thì nổ súng đi. Tiền Bưu dứt khoát nói, nhưng ông hãy nghĩ cho kỹ, nếu không giết được tôi thì người mất mạng sẽ là ông. Vết máu trên lưỡi dao kết liễu Hồng Thiên Nhai kia đã đông lại, dưới ánh đèn u ám trông càng đáng sợ. Trang Kiến Thiết bị dao động, hiện giờ chỉ có duy nhất hai lựa chọn. Một là lão ta ra lệnh nổ súng. Nếu có thể giết được Tiền Bưu, nhà họ Trang sẽ an toàn. Nếu không giết được, người chết sẽ là mình. Hai là lão ta thả Tiền Bưu đi, nhưng một khi nhà họ Mạnh điều tra ra người thả Tiền Bưu là lão ta, nhất định nhà họ Trang sẽ bị hủy diệt. Lựa chọn nào cũng dẫn tới cái chết. Bố không thể thả ông ta rời đi. Trang Thánh thấy Trang Kiến Thiết do dự vội khuyên nhủ, Lão Hồng do chúng ta mời tới. Bây giờ chúng ta có cơ hội giết ông ta mà lại không làm, nhà họ Mạnh chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ông ta chỉ đang dọa chúng ta thôi. Bị hơn 10 cây súng chĩa vào đầu sao có thể sống nổi. Trang Thánh không tin lời Tiền Bưu. Hiện giờ ông ta là người sốt ruột nhất vì Lão Hồng do ông ta mời tới. Trang Thánh vừa dứt lời, Tiền Bưu liền nhún chân lấy đà nhảy lên. Bắn! Trang Kiến Thiết lập tức hét lớn. Đoàng đoàng đoàng! Tiếng súng vang vọng trong màn đêm.
Tiền Bưu đã chạy vọt vào biệt thự ngay trước khi bọn họ nổ súng. Ông ta không dám mạo hiểm, chỉ có thể chấp thời cơ bỏ chạy. Đuổi theo đi. Thấy Tiền Bưu chạy vào biệt thự, Trang Kiến Thiết nổi giận gào lên. Nếu đã nổ súng thì phải giết Tiền Bưu bằng mọi giá. Hơn 10 tay súng thi nhau xông vào biệt thự, nhưng Tiền Bưu đã nhảy khỏi cửa sổ lẩn vào đêm đen. Chết tiệt, tìm người đi, cậu ta bắt buộc phải chết. Trang Kiến Thiết giận dữ quát. Lão ta đã được chứng kiến sức mạnh của Tiền Bưu, đến cả Hồng Thiên Nhai cũng bị giết. Tiền Bưu đã có thể xông vào nhà họ Trang lấy mạng Hồng Thiên Nhai thì cũng có thể tùy ý kết liễu lão ta. Nghĩ vậy, lão ta cực kỳ hoảng sợ. Tiền Bưu được gọi là vua bóng đêm vì ông ta rất giỏi ám sát. Không chỉ danh gia vọng tộc ở tỉnh Lỵ, đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô bị ông ta để mắt tới cũng phải cảnh giác. Tại dinh thự Vân Phong. Về đến nhà, Dương Thanh liền nhận được tin nhắn của Tiền Bưu, vẻn vẹn hai chữ, đã xong. Dương Thanh nhếch môi cười, không hổ danh cao thủ biên giới phía Bắc, thực lực rất mạnh. Nếu huấn luyện thêm e rằng Tiền Bưu còn có thể mạnh hơn nữa. Tối nay Tiêu Tiêu ngủ với dì đi, dì sẽ kể chuyện cho nghe. Kể tiếp câu chuyện của Đại Ngư Hải Đường nhé. Tần Thanh Tâm đang định về phòng, Tần Y đột nhiên kéo Tiêu Tiêu lại. Vâng ạ. Tiêu Tiêu vừa được xem phim lại được nghe kể tiếp câu chuyện sau đó nên rất vui vẻ. Tần Thanh Tâm chưa kịp ngăn cản, Tần Y đã kéo Tiêu Tiêu đi mất. Lúc đi ngang qua Dương Thanh, Tần Y cười xấu xa thì thầm, em chỉ giúp được anh rể tới đây thôi. Cố lên nhé. Mau sinh cho em thêm một đứa cháu trai. Dứt lời, Tần Y dắt Tiêu Tiêu về phòng mình. Dương Thanh chợt phát hiện cô em vợ này rất được việc. Anh cẩn thận liếc nhìn Tần Thanh Tâm, thấy cô nổi giận mặt đỏ bừng bừng. Nhưng Tần Thanh Tâm lại không hề đi đón Tiêu Tiêu mà chỉ trừng mắt nhìn anh rồi về phòng. Vừa nãy đi dạo trung tâm thương mại Vạn Đạt, hai người luôn nắm tay nhau, vô cùng thân mật. Tiêu Tiêu đã được Tần Y đưa đi, đây đúng là một cơ hội tốt. Trái tim Dương Thanh đập thình thịch, khi anh về đến phòng, Tần Thanh Tâm đã đi tắm. Tiếng nước róc rách khiến Dương Thanh ngứa ngáy khó chịu. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần xong thật rồi sao? Anh đột nhiên ngẩn người lẩm bẩm. Ở biên giới phía Bắc, anh là chiến thần được mọi người tôn kính. Nhưng trên phương diện tình cảm, anh chỉ là một tay mơ. Khi Dương Thanh đang đấu tranh tâm lý, Tần Thanh Tâm cũng đang do dự trong phòng tắm. Kỳ thực cô đã xác định mình thích Dương Thanh từ lâu. Thấy Dương Thanh gặp nguy hiểm, cô sẽ sợ hãi. Dương Thanh không đón cô đúng giờ, cô sẽ lo lắng anh bỏ đi. Kể cả ở công ty, mỗi khi nhàn rỗi cô đều sẽ nghĩ tới Dương Thanh. Có lẽ đây chính là tình yêu chăng? Tần Thanh Tâm nhỏ giọng tự nhủ, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng sắp xảy ra. Đến khi tỉnh táo lại, cô đã đỏ mặt tới tận mang tai. Ngắm nhìn cơ thể hoàn mỹ trong gương, cô buồn bực nói, sao mình toàn nghĩ tới chuyện kia vậy? Chẳng lẽ mình muốn lên giường với anh ấy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.